Chàng rể kỳ quái, Giang Hải. Chương 301. Lúc này, Giang Hải đang hút thuốc ở phía sau sân khấu, thấy buổi họp báo sắp kết thúc rồi, nên nhanh chóng vứt tàn thuốc đi. Tần Hiên đứng ở bên nhanh tay nhanh mắt châm một điếu cho mình rồi hít vài hơi thật mạnh. Khi Cố Uyển Như bước về phía sau sân khấu, anh ta chính là một tên thủ phạm hạnh phúc. Có thể nhận lỗi thay cho Giang Hải, đó là vinh dự của anh ta, thế thì địa vị của anh ta ở trong lòng Giang Hải lại càng thêm cố định hơn. Lúc này, một người đàn em vội vàng bước vào. Anh Giang, vừa nhận được tin tức, Cửu Tứ đã trở lại. Hả, Giang Hải nghi ngờ nhíu mày lại. Cửu Tứ lại quay lại à? Giang Hải không hiểu, cái tên Cửu Tứ này quay lại để làm gì đây? Điều tra ra được chân tướng, nên muốn cảm ơn mình à? Điều này tuyệt đối không thể nào. Trong xe của anh ta còn có một cô gái, chỉ là... Đôi mày đang nhíu lại của Giang Hải lập tức giãn ra, chỉ là người con gái kia hình như không được thông minh lắm, đúng không? Người kia gật đầu. Giang Hải hỏi, anh ta đang ở đâu rồi? Đang chuẩn bị xuống đường cao tốc, ước chừng khoảng hơn 10 phút nữa là tới. Giang Hải ừ một tiếng, tìm một nơi yên tĩnh, tôi gặp mặt anh ta một chút. Trên đường cao tốc, xe của Cửu Tứ bị người ta chặn lại. Hạ cửa kính xe xuống, Cửu Tứ hỏi, Giang Hải lúc nào thì tới? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Anh ta đoán là Giang Hải nhất định sẽ chủ động gặp mặt mình. Khi biết được chân tướng, Cửu Tứ đã quyết tâm báo thù. Nhưng mà, em gái của anh ta lại trở thành sự quan tâm duy nhất mà anh ta không thể yên tâm được. Phải sắp xếp cho em gái như thế nào, trở thành câu hỏi khó cho anh ta. Dù sao thì, em gái của anh ta cũng là người thiểu năng trí tuệ, nói khó nghe một chút thì chính là người ngốc. Người ngốc bị người ta cưỡng bức cũng không biết thể hiện thế nào. Để bảo vệ em gái, Cửu Tứ quyết định quay lại thành phố Giang Tư, anh ta muốn bàn chuyện làm ăn với Giang Hải. Con bài của Cửu Tứ, chính là mạng sống của anh ta. Điều này, vượt qua sự suy tính của Giang Hải, chẳng qua chỉ suy nghĩ một chút thì kế hoạch trước đây chỉ tính toán đơn giản có một mình Cửu Tứ mà thôi, chứ không tính cả cái cô bé ngốc kia vào. Xe của Giang Hải tới rồi, nghe thấy bên đường ở cách đó không xa. Hạ cửa kính xe xuống, khói thuốc của Giang Hải bay ra. Quyên, đợi anh trên xe, anh sẽ quay về nhanh thôi. Cửu Tứ an ủi em gái, cô bé vẫn vô tư cười cười, trong tay còn ôm một con búp bê, chính là con búp bê mà Cửu Tứ vừa mới mua cho cô. Mở cửa xuống xe, Cửu Tứ đứng ở bên cạnh xe của Giang Hải. Anh Giang, nói đi, muốn làm ăn với anh. Tiền vốn của anh là gì, Giang Hải là người môi giới, cũng là người làm ăn. Đối với người môi giới mà nói thì chẳng có gì là không thể ra giá cả. Nếu có thì chỉ là giá không đủ mà thôi. Mạng sống của tôi, ánh mắt Cửu Tứ quyết tuyệt, anh Giang có trí tuệ tuyệt vời, khoản làm ăn này rất dễ tính, nếu tôi là một cây súng trong tay anh, thì mạng sống của tôi có thể đổi được nhiều giá trị hơn. Thù hận, đã che lấp mọi thứ, trong mắt Cửu Tứ bây giờ chỉ có mình thù hận mà thôi. Nhưng nếu như anh muốn tôi chết bây giờ thì không được. Giang Hải gật đầu. Khoản làm ăn này, anh không có lý do gì phải từ chối. Nói một chút điều kiện của anh đi. Sắp xếp cho em gái tôi một nơi sinh sống. Cửu Tứ quay đầu nhìn về phía chiếc xe, nhìn nụ cười vô tư hồn nhiên của Cửu Quyên. Cô bé không biết rằng, Cửu Tứ đã phải dùng mạng sống của bản thân mình để đánh cược, chỉ cầu mong cô bé có thể vui vẻ sống tiếp quãng đời còn lại. Thành phố Giang Tư, có một trung tâm dưỡng lão, cũng có trung tâm phúc lợi. Giang Hải khẽ cười, tôi không thể đảm bảo là tốt như thế nào, nhưng mà cuộc sống bình thường thì không có vấn đề gì hết. Cửu Quyên là một đứa trẻ đáng thương, cho dù Cửu Tứ không xin Giang Hải giúp đỡ mà vứt người ở thành phố Giang Tư, thì Giang Hải cũng sẽ để ý. Anh không nỡ nhìn người bị mất đi người thân, phải lang thang trên phố, huống hồ là một người bị thiểu năng trí não. Cửu Tứ gật đầu, mạng sống của tôi, chính là của anh. Không nói ra được là cảm giác gì. Lúc này trong lòng của Giang Hải lại mềm nhũn. Vận mệnh của Cửu Tứ cũng tương tự như bản thân mình, chỉ có điểm khác duy nhất, đó là Cửu Tứ còn có một cô em gái, mà Giang Hải, chẳng có gì hết. Để Cửu Tứ đi tìm chết, trong lòng Giang Hải quả thật không nỡ. Cũng là người đáng thương như mình. Chỉ cần anh nghe lời, tôi có thể để anh không phải chết. Câu nói này, Giang Hải vốn dĩ không thể nói. Nếu như có thể giữ được tính mạng của Cửu Tứ thì sợ bóng sợ gió. Những phiền phức đem tới cho nhà họ Tả cũng sẽ giảm đi đáng kể. Sống với chết, đều là người của anh. Cửu Tứ không hề do dự,
vào khoảnh khắc mà Giang Hải đồng ý kia, thì anh ta đã không xem trọng sự sống cái chết nữa rồi. Trong xe, đưa ra một chiếc điện thoại di động. Để người ở lại, anh trở về Thanh Thiền đi. Làm như thế nào thì hãy để ý tin nhắn trong điện thoại. Giang Hải nói, đọc xong tin nhắn thì lập tức xóa đi. Đã hiểu. Cựu tứ quay người, hai mắt đỏ lên, không nhịn được những đau khổ trong lòng, nhưng phải cố nhịn, cố gắng nặn ra một nụ cười. Quay vào trong xe, nắm lấy tay em gái Quyên, anh phải đi làm việc, em ở cùng với một anh trai ở chiếc xe phía trước được không? Không không không, cựu Quyên có chút lắp bắp, cả nửa ngày chỉ nói được có một chữ. Ngoan, nghe lời nào. Đanh mặt lại, giả vờ đang giận dữ, cựu Quyên chỉ có thể yên lặng, cẩn thận lén lút nhìn cựu tứ. Anh sẽ sớm quay lại đón em, đợi anh quay về sẽ đưa em đi chơi, được không? Dạ, cựu Quyên nhoẻn miệng cười, dáng vẻ vô tư vô lo. Thế giới của người ngốc, quá đơn giản tới mức chỉ cần không có người làm hại tới cô, thì luôn luôn hạnh phúc. Đưa cựu Quyên vào trong xe của Giang Hải, cựu tứ bước đi mà không hề quay đầu nhìn lại. Ngồi vào trong xe, đạp ga lái đi. Cho tới khi nhìn vào gương chiếu hậu không thể nhìn thấy xe của Giang Hải nữa, thì nước mắt mới không kiềm chế được mà tuôn rơi như mưa. Lần chia tay này có lẽ là vĩnh biệt. Nhưng mà, lựa chọn này, cựu tứ không còn cách nào khác. Giao cựu Quyên cho Giang Hải, đối với anh ta mà nói, đây chính là quyết định tốt nhất rồi. Trong xe của Giang Hải, cựu Quyên tò mò đánh giá từng người một. Em tên là gì? Giang Hải nói. Anh trai, anh trai. Chỉ có một câu nói, mà cựu Quyên nói lệch cả miệng đi. Nói lung tung một đống, mà Giang Hải chỉ nghe hiểu đúng một chữ. Anh Giang, cô gái này, đưa đi đâu được ạ? Trước hết đưa cô ấy tới viện phúc lợi đi, sắp xếp người chăm sóc thật tốt. Cái này, sắc mặt Tần Hiên hơi kỳ lạ, một cô gái khỏe mạnh nhảy nhót từng bừng như thế này, thì phải chăm sóc tới lúc nào chứ? Cựu tứ, sẽ không chết đâu. Anh ta chỉ là một cái đinh mà tôi đóng vào tỉnh Thanh Thiền thôi. Tần Hiên gật gật đầu, vừa lái xe vừa gọi điện thoại liên hệ với viện phúc lợi. Sắp xếp cho cựu Quyên xong, Giang Hải nhìn chằm chằm thời gian. Dựa vào tốc độ lái xe của cựu tứ thì hẳn là sắp tới Thanh Thiền rồi. Gửi một tin nhắn đi. An toàn chứ? Muốn tôi làm gì? Đầu tiên là Giang Hải muốn xác nhận cựu tứ có an toàn không, mặc dù không sợ nhà họ Tả. Nhưng Giang Hải cũng không muốn để cho người ta biết, những hành động của cựu tứ do Giang Hải đứng chỉ huy ở phía sau. Mỗi lần Giang Hải đều hỏi như thế, cựu tứ biết nên trả lời như thế nào. Cho dù cựu tứ gặp chút rắc rối, thì cũng không liên quan tới Giang Hải. Đi trả thù cho em gái trước đi. Giang Hải có chút hối hận rồi, lúc đó nên để cho Tả Thành lập tức chết đi, chó, có mất đi một cái chân, thì vẫn cắn được người, giết đi là sạch sẽ nhất. Cựu tứ không trả lời. Tự nhiên sẽ đi làm việc đó. Anh Giang, chúng ta có cần phải vào tỉnh Thanh Thiền không? Tần Hiên cẩn thận nhìn vào kính chiếu hậu, lúc này chú ý quan sát sự thay đổi sắc mặt của Giang Hải. Anh muốn đi à? Giang Hải chẳng thể hiện thái độ gì. Đế vương, đã được định sẵn là sẽ không phát triển thế lực của bản thân. Đương nhiên có thể nhìn thấy được, Tần Hiên vẫn muốn tiến tới thế giới ngầm như cũ. Giang Hải lại chẳng để ý, bồi dưỡng Kim Thâu. Nhưng mà, Kim Thâu với Giang Hải cũng không liên quan tới nhau nữa. Những ngày sau này, Kim Thâu làm việc giúp Giang Hải cũng chỉ dựa vào những tình cảm lúc trước mà thôi. Nếu Tần Hiên nếu muốn đi trên con đường thế giới ngầm này, thì Giang Hải cũng sẽ đối xử theo cách tương tự như thế. Mang theo vẻ mặt không hề bận tâm, Tần Hiên không biết nên phải trả lời như thế nào. Giang Hải hỏi, anh thấy Kim Thâu như thế nào? Từ trước tới nay Tần Hiên vẫn luôn không phục Kim Thâu. Trong lòng từ đầu tới cuối đều cảm thấy Giang Hải thiên vị. Bồi dưỡng Kim Thâu nhưng mà lại không bồi dưỡng anh ta, sắp xếp cho Kim Thâu đất đai ở danh quận, mà anh ta thì vẫn chỉ là một tên hầu đi theo Giang Hải như cũ. Cậu ta, ha ha, rất có năng lực. Ba xạo. Giang Hải không hề do dự mà quay lại mắng. Nếu anh muốn tỉnh Thanh Thiền, tôi có thể cho anh, nhưng mà, có thể quản lý tốt được hay không, thì cần phải xem bản thân anh có năng lực hay không. Thế nào? Tần Hiên yên lặng, anh ta không biết được bản thân có thể gánh vác được không. Trải qua thời gian dài rèn luyện mạnh mẽ, Kim Thâu đã trở thành một cao thủ thật sự, trong thế giới ngầm, không thể nói là không có đối thủ, nhưng ít nhất thì cũng có rất ít đối thủ. Mà Tần Hiên thì không giống như thế, dựa vào bản lĩnh của anh ta thì vẫn chưa đủ khả năng trấn thủ địa bàn của một tỉnh. Lời nói ban đầu mà tôi từng nói,
anh có còn nhớ không? Giang Hải từng nói gì, bản thân Tần Hiên đương nhiên là nhớ rõ. Những thứ lấy từ trong tay của anh em Tần Hiên đi, sau này, sẽ trả lại gấp bội cho bọn họ. Đương nhiên, điều này hoàn toàn không phải lấy việc đi theo phục vụ bên cạnh Giang Hải làm cái giá. Chỉ là, Giang Hải lúc đó cần một môi trường ổn định và hòa bình tại thành phố Giang Tư. Tôi vẫn thấy như hiện tại là tốt nhất. Tần Hiên cười cười gãi đầu. Giang Hải thấy thế thì cũng không nói thêm gì nữa. Nhưng trong lòng lại đang nghĩ tới một vấn đề khác. Có lẽ đối với thế giới ngầm ở Thanh Thiền, cựu tứ chính là một sự lựa chọn khá phù hợp. Giang Hải cười nhẹ, nghĩ tới tính cách của cựu tứ, lại thật sự thấy có chút hứng thú. Trọng tình trọng nghĩa, ân oán rõ ràng, cô độc. Đầu óc dường như là thiếu mất sợi dây thần kinh thì phải, Tả Thành đã ngủ với em gái mình mà thằng nhóc kia thế mà còn không biết, còn trung thành như một con chó, bán mạng cho họ. Trên đường trở về, Giang Hải nhận được một tin nhắn. Lần hội họp của hội Duy Hòa bị lùi lại vừa tròn 2 tháng. Giang Hải tùy tiện vứt điện thoại sang một bên, thời gian, không sao hết. Giang Hải cũng biết, người Do Thái luôn có một chút công việc, các thế lực trong hội Duy Hòa, chẳng có ai là thật lòng hoan nghênh đại diện đế vương của phương Đông cả. Người Do Thái có khả năng không nắm chắc được các thế lực khác ư. Giang Hải cảm thấy, đây chỉ là vấn đề thời gian. Lúc nào nắm chắc được hội Duy Hòa, Giang Hải mới có thể đưa bọn họ tới vùng đất Canaan, hơn nữa, trước đó Giang Hải còn muốn bước vào thần điện. Bước vào căn phòng, Cố Uyển Như và Lam Sương Nhi đang nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Tới cả Mục Yên và Ngô Mẫn cũng có mặt. Giang Hải chào hỏi qua rồi tự mình uống trà. Ngô Mẫn không nói chuyện với mấy cô gái nữa, mà tới uống trà với Giang Hải. Giang Hải, vừa rồi mới khen anh một hồi đó, tôi thấy trong mắt cô ấy sáng lấp lánh như ngôi sao, anh ấy. Vận đào hoa lại tới rồi đó. Người mà Ngô Mẫn nói chính là Lam Sương Nhi. Không, Ngô Mẫn vẫn gọi cô ta là Khố Song. Cậu không nói xấu gì tôi chứ? Cái gì, chuyện ăn xin kia á? Ngô Mẫn nói đùa, anh ta biết Giang Hải sẽ không giận. Còn nói lung tung nữa thì tôi cắt lưỡi cậu đi, cho cậu ra đường xin cơm đó. Đang nói chuyện, tỉnh Thanh Thiền sắp tới lại có một hồi gió tanh mưa máu. Cựu tứ dắt dao lên trên eo. Đi thẳng tới nơi ở của Tả Thành. Mang theo danh nghĩa tới viếng thăm mà bước vào phòng ngủ của Tả Thành. Trong phòng ngủ, mấy cô y tá đang bôi thuốc cho Tả Thành. Cựu tứ cười lạnh, trong đôi mắt chứa lửa hận đang thiêu cháy rừng rực. Bị hủy đi 2 quả trứng, thằng oát con này thế mà vẫn giơ đôi tay như móng heo luồn vào trong quần áo của cô y tá, làm cho cô ta đỏ hết cả mặt lên, nhưng lại không dám phản kháng chút nào. Anh Tả, tôi tới thăm anh đây. Chương 302. Lúc này Tả Thành mới chú ý tới cựu tứ, mặt mày tái mét, nặn ra một nụ cười, cựu tứ, anh tới xem trò cười của tôi đấy phải không? Nào dám, cựu tứ không kiêu ngạo cũng không tự ti dần dần đi lại gần. Cứ thế này mà giết Tả Thành ư. Trong lòng cựu tứ có chút không cam tâm, nghĩ tới em gái, bị tên xúc sinh ở trước mắt này làm nhục như thế, thật không chấp nhận nổi. Em gái của anh ta chỉ là một người thiểu năng trí tuệ mà thôi. Thế mà cái tên xúc sinh này cũng có thể ra tay được. Tuyệt đối không được để cho Tả Thành chết một cách dễ dàng. Mấy người ra ngoài trước đi, tôi có vài lời muốn nói riêng với cậu Tả. Anh có cái gì thì cứ nói thẳng mẹ nó ra đi. Tả Thành căn bản không coi cựu tứ ra gì, theo cái nhìn của anh ta thì cựu tứ chỉ là một con chó của nhà họ Tả mà thôi. Cựu tứ mỉm cười, cậu chủ à, lời mà tôi nói có liên quan tới chuyện ở thành phố Giang Tư. Hả? Tả Thành vừa sửng sốt vừa nghiến răng nghiến lợi, anh ta cực kỳ căm hận Giang Hải. Không thể chờ đợi nữa cho bác sĩ và y tá đi ra ngoài, người còn chưa ra khỏi thì đã thúc giục cựu tứ nói chuyện rồi. Quay đầu nhìn lại, cựu tứ nghiêng người về phía trước, nắm chặt con dao ở trong tay, các khớp tay trắng bạch ra, hơi hơi run rẩy. Cậu Tả, tôi từng gặp Giang Hải rồi. Anh giết anh ta rồi. Không, tôi không giết được anh ta. Hơn nữa. Hơn nữa cái gì? Ui ra! Đụng vào vết thương, Tả Thành lập tức đau tới nhe răng ra, nhưng anh ta vẫn đang đợi để nghe tin tức về Giang Hải, hai mắt đỏ oạch lên, gân trán nổi lên rất nhiều. Hơn nữa, bây giờ tôi còn là người của anh ta. Lần này quay về, nhiệm vụ của tôi chính là giết chết anh. Ha ha, tôi sẽ khiến anh chết một cách thoải mái nhất. Tả Thành còn chưa hoàn hồn, cựu tứ là người của Giang Hải từ lúc nào chứ? Nhưng mà... Đợi anh ta hiểu rõ ý nghĩa trong lời nói của cựu tứ, thì đã muộn rồi.
A, à, hu, một dao, cắt lên trên phần ngực của Tả Thành, máu tươi, trào ra như suối, cả cái ga giường trắng muốt lập tức bị nhuộm thành màu đỏ. Mà Cửu Tứ thì giữ chặt lấy miệng của Tả Thành, khiến cho cơ thể anh ta vùng vẫy, giãy giụa. Nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của Tả Thành, sự sợ hãi khi phải tới gần cái chết, Cửu Tứ nở nụ cười. Nhưng mà anh ta phải cố gắng hết sức đè ép âm thanh xuống. Anh ta muốn từ từ thưởng thức việc Tả Thành tiến gần tới cái chết từng chút một, cho tới lúc cuối bị tử thần đưa đi. Giơ tay ra, ấn sâu con dao thêm chút nữa, Cửu Tứ liên tục cười lạnh. Cậu Tả, tim phổi bẩn thỉu của cậu, thì tôi không muốn xem nữa, tôi lại muốn xem, lòng ruột của cậu có chút nào giống của con người hay không? Anh, Cửu Tứ, tha cho tôi đi. Một khúc ruột bị lôi ra ngoài, dần dần, càng kéo càng dài. Nhúng tay vào máu tươi. Cửu Tứ viết lên tường một dòng chữ, nợ máu trả bằng máu. Sinh mệnh từ từ biến mất, Tả Thành đã không thể nào phát ra bất cứ âm thanh nào nữa, người còn chưa chết, nhưng không thể cứu được nữa. Cậu Tả ở Thanh Thiền, lòng dạ độc ác, cậu Tả à, làm nhiều việc ác, luôn phải trả giá. Nói xong rồi anh ta nhìn chằm chằm Tả Thành đang mất dần sự sống, chỉ có thể co giật, vùng vẫy tay túm lấy ga giường, quay người rời đi. Tả Thành luôn hoành hành ngang ngược. Cậu chủ luôn làm chuyện xấu của nhà họ Tả, đã bị moi ruột đến chết. Ruột của Tả Thành bị treo lên cao, giống như người ta phơi lạp xưởng, làm cả căn phòng ám mùi máu tươi. Cho tay vào túi áo, bước đi như người bình thường. Cậu Tả ngủ rồi, nói là nửa tiếng sau mấy người hãy gọi anh ta dậy. Sắc mặt bình tĩnh, Cửu Tứ nghênh ngang rời khỏi biệt thự. Cứ như thế cho tới mười mấy phút sau, trong biệt thự truyền tới một tiếng hét thất thanh. Tả Thành đã chết rồi, chết đến không thể chết thêm. Ra khỏi biệt thự, Cửu Tứ tìm một nơi để ẩn náu, đầu tiên là báo cáo kết quả với Giang Hải. Anh Giang, tiếp theo anh muốn tôi làm gì? Tìm một nơi nào đó để ẩn náu đi. Giang Hải trả lời cũng rất đơn giản, nếu như Cửu Tứ chém giết khắp nơi như kẻ điên, cũng không phải là chuyện tốt, sẽ bị người ta bắt được rất nhanh. Lúc đầu, nếu Đường Tuấn không tu luyện bí thuật, lại có đủ thời gian, thì nhà họ Triệu ở phương Bắc bị diệt môn cũng là chuyện có khả năng xảy ra. Một người cao thủ âm thầm tìm cơ hội trong bóng tối, thì mức độ nguy hiểm chỉ cần nghĩ là biết sẽ khủng khiếp tới mức nào. Tin tức Tả Thành bị moi ruột mà chết, lan nhanh như cháy rừng, nhanh chóng đã trở thành trò cười được lưu truyền khắp thành phố. Những người từng bị Tả Thành bắt nạt, thì chỉ hận không thể đốt pháo ăn mừng. Còn những người từng có xích mích với nhà họ Tả thì vỗ tay khen hay, hô lên quá đã. Tỉnh Thanh Thiền bình lặng như nước, chỉ vì cái chết của Tả Thành mà cả bầu không khí như bị đè nén lại, tất cả mọi người đều biết, nhà họ Tả chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng được. Mưa gió sắp ập tới, lập tức sẽ dấy lên một hồi gió tanh mưa máu. Thanh Thiền, nhà họ Tả. Tả Quang Hào nước mắt đầy mi, đôi lông mày mảnh khảnh chứa đầy sự tức giận. Gia chủ, tôi chỉ có một đứa con trai này. Sắc mặt Tả Quang Tổ trầm mặc, ông ta làm thế nào cũng không thể ngờ. Cửu Tứ đột nhiên lại làm phản như thế, lại ra tay với người nhà họ Tả. Điều này, không phải là bị con chó mà mình nuôi cắn ngược lại một miếng à? Vì sao Cửu Tứ lại làm như thế với Tả Thành? Thù, nhất định là phải báo, phản bội nhà họ Tả thì Cửu Tứ nhất định phải chết. Nhưng ông ta cần làm rõ những chuyện trước đây trước, rốt cục đã phát sinh chuyện gì? Sắc mặt Tả Quang Hào cực kỳ khó coi, hô hấp dồn dập thở hổn hà hổn hển. Ngay lúc đầu khi Tả Thành xảy ra chuyện, Tả Quang Hào đã làm rõ đầu đuôi ân oán rồi. Tên Tả Thành tán tận lương tâm kia đã ngủ với em gái của Tả Thành. Dựa vào thế lực của nhà họ Tả, muốn loại con gái nào mà không được. Nhưng mà cái thằng Tả Thành này lại thích cưỡng bức mang phụ nữ về. Nói, rốt cục là xảy ra chuyện gì? Tả Quang Tổ hét lên giận dữ, nhìn thấy vẻ mặt của Tả Quang Hào thì biết rồi, trong này chắc chắn là đang giấu giếm chuyện gì rồi. Tả Thành, nó, ngập ngà ngập ngừng nói những chuyện bẩn thỉu mà Tả Thành từng làm ra. Tả Quang Tổ không hề ngạc nhiên, cái thằng cháu này bình thường có đạo đức như thế nào, thì trong lòng ông ta cũng hiểu rõ ràng tận gốc. Bước qua bước lại vài bước, Tả Quang Tổ đang suy nghĩ, rồi đột nhiên dừng lại, ánh mắt Tả Quang Tổ sáng lên. Nợ máu trả bằng máu ư. Cửu Quyên chỉ là bị làm nhục thôi, nào có nợ máu gì chứ? Lẽ nào? Tả Quang Tổ không thể nào không nghĩ tới chuyện xấu lúc trước, lẽ nào Cửu Tứ đã biết được chuyện năm đó rồi. Sau khi cân nhắc một lúc lâu, Tả Quang Tổ rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Lúc này,
chính là lúc mà nhà họ Tả đang chuẩn bị chuyện lớn, truy đuổi kẻ giết người sợ là sẽ ảnh hưởng tới chuyện lớn của cả nhà họ Tả. Nghe nói, có một chủ tịch mới đến Thanh Thiên. Để cho chủ tịch mới tập hợp nhân lực đi tìm kiếm Cửu Tứ, tôi cũng muốn xem, chủ tịch mới này có bao nhiêu trọng lượng. Tả Quang Hào nghiến răng ken két nói, gia chủ, như thế này là ông định buông tay không để ý tới nữa ư. Cửu Tứ đã đánh vào thể diện của nhà họ Tả đó. Cho dù Tả Thành có không tốt đi nữa, thì cũng không tới mức phải chết mà, hơn nữa, Tả Thành cũng chỉ có nhà họ Tả mới có thể dạy dỗ thôi, lúc nào thì tới lượt người bên ngoài tới làm nhục người nhà họ Tả chúng ta chứ. Ngu ngốc, Tả Quang Tổ lạnh giọng hừ một tiếng, tôi có nói là không trả thù à. Lưu Tam, Vương Nhị. Nhẹ nhàng vẫy tay, nhanh chóng có hai người thanh niên cung kính đứng ở phía trước. Cửu Tứ chưa thể rời khỏi Thanh Thiền được, sắp xếp nhân lực lập tức truy bắt. Nếu như phát hiện thấy dấu vết của Cửu Tứ, trực tiếp giết không cần báo với tôi. Hai người nhận mệnh lệnh lập tức quay người rời đi. Đợi đã. Điều tra xem em gái của cậu ta, chính là đứa ngốc kia, đã đi đâu rồi. Hô hấp của Tả Quang Hào gấp gáp lên, lạnh giọng nói, đứa ngốc kia, tới thành phố Giang Tư rồi. Cái gì, Tả Quang Tổ nhíu mày, khoát khoát tay để cho Lưu Tam, Vương Nhị đi làm việc. Quay lại ngồi xuống, hai mắt nheo lại. Chuyện này, xem ra không đơn giản như thế, chắc chắn có liên quan tới thành phố Giang Tư. Tả Quang Tổ lập tức nói, thông báo cho Nhất Thôn, tới thành phố Giang Tư một chuyến để đưa người về. Chỉ có nắm được Cửu Quyên trong tay, thì Tả Quang Tổ không sợ Cửu Tứ không xuất hiện. Nếu như Cửu Tứ cố chấp không xuất hiện, thì kết quả. Nhà họ Tả tuyệt đối có thể làm được chuyện đó, phát sóng trực tiếp chuyện làm nhục Cửu Quyên. Bảo Tả Quang Hào lui xuống, Tả Quang Tổ gọi một người đàn ông trung niên có râu như râu cá chê tới. Chuyện kia, chuẩn bị như thế nào rồi? Thưa gia chủ, lúc này, đang tiến hành theo kế hoạch ban đầu, có phải là nguy cơ lớn một chút không? Ông có ý gì? Tả Quang Tổ không hiểu nói, lẽ nào, chuẩn bị nhiều năm như thế, cứ kết thúc như thế à? Thưa gia chủ, tôi kiến nghị, trước hết cứ nhìn xem chủ tịch mới như thế nào, rồi hãy nói tiếp làm chuyện này như thế nào. Chính là nhìn xem năng lực của Hoành Độ Dương, nếu như chỉ là một kẻ bù nhìn, thì nhà họ Tả chính thức trở thành kẻ thống trị thật sự của Thanh Thiền cũng không phải là chuyện khó. Nếu như, Hoành Độ Dương có sức mạnh phi thường, thì nhà họ Tả cần tiếp tục giữ thái độ khiêm tốn. Nhà họ Tả, dùng mấy chục năm để thống nhất thế giới ngầm của Thanh Thiền. Không biết phải trả giá bao nhiêu rồi, thế giới bạch đạo cũng là nói một là một hai là hai. Lẽ nào, phải ngã ngựa chỉ vì cái thằng oát con ở thành phố Giang Tư sao? Không, không, tuyệt đối không thể. Tả Quang Tổ hung hăng nắm chặt tay, lạnh lùng nói, dựa vào kế hoạch ban đầu mà tiến hành, chỉ là một tên Cửu Tứ nho nhỏ thôi, cũng chẳng thể làm ra được sóng gió gì. Về phần thằng oát con ở thành phố Giang Tư kia, sắp xếp người theo dõi liên tục cho tôi, nhìn xem, anh ta đang làm gì. Cái này, người có râu dê có chút do dự, cẩn thận nhìn về phía ánh mắt mang ý đã quyết của Tả Quang Tổ, cuối cùng cũng chỉ âm thầm thở dài, rồi lui xuống đi sắp xếp người. Quả thật, như lời Tả Quang Tổ nói, nếu như từ bỏ cơ hội lần này thì nhà họ Tả không biết phải tiếp tục chờ đợi bao lâu nữa. 9 thành phố ở tỉnh Thanh Thiền. Đã có 6 nơi 6 vị chủ tịch bị khống chế rồi, không cần biết là ra mặt ở nơi nào thì cũng đều có thắng lợi không nhỏ. Chỉ là, xuất hiện một biến số là Cửu Tứ, Thanh Thiền lại có một chủ tịch mới, thắng hay bại đã trở nên khó dự đoán được. Thành phố Giang Tư, tập đoàn Uyển Như. Chồng ơi, bóp vai cho em với. Lúc mới đầu, cô Uyển Như còn có chút ngại ngùng với sự phục vụ của Giang Hải. Nhưng giờ thì cô đã quen với việc Giang Hải yêu chiều cô rồi. Chủ yếu nhất là Giang Hải cũng cực kỳ vui vẻ. Bỏ một miếng snack vào miệng Cố Uyển Như, Giang Hải ôm lấy cô từ phía sau. Bóp ở đâu? Tay, dần dần men theo bờ vai đi xuống, ở đây à? Hay là tiếp tục đi xuống tiếp? Đáng ghét. Mặt Cố Uyển Như đỏ lên, cả người đều trở nên căng thẳng. Đây là ở công ty đó, bị người khác nhìn thấy thì thế nào? Ý của em là, lúc không ở công ty thì, hì hì. À. Đau quá. Giang Hải vui vẻ chưa được 5 giây thì Cố Uyển Như đã đưa tay ra, như một cái kìm nhỏ véo vào chỗ thịt mềm mại nhất bên eo của Giang Hải. Có thể bóp nghiêm túc cho em không? Có thể, có thể. Vợ ơi, em thế này là đang tự tay giết chồng đó, buông tay ra đi, hỏng cả thịt rồi. Hừ một tiếng, Cố Uyển Như hoạt động bả vai một chút. Lại cho anh một cơ hội nữa,
bóp nghiêm túc cho em. Giang Hải chỉ có thể mang khuôn mặt đau khổ mà an phận xoa bóp vai cho cô. Trên miệng thì nói là không thích nhưng mà trong lòng thì lại cực kỳ hạnh phúc. Vợ ơi, hôm nay tan làm sớm chút được không? Chúng ta lâu lắm rồi chưa ra ngoài ăn đó. Mặc dù Giang Hải rất thích đồ ăn mà mẹ vợ nấu, nhưng mà mẹ vợ cũng không phải là giúp việc, mỗi ngày đều suy nghĩ xem ăn cái gì, cũng rất chi là mệt mỏi. Được thôi, hôm nay đi ăn tối dưới ánh nến đi. Thế cha mẹ thì... Cố Huyền Như không khỏi cảm thấy kính phục sự hiếu thảo của Giang Hải, cũng càng cảm động hơn. Suy cho cùng, người mà Giang Hải hiếu thảo cũng chính là cha mẹ của mình. Họ à, buổi tối ở nhà không có ai cả, chỉ có hai chúng ta thôi. Thì ra hai người già Cố Vân Lệ đã hẹn nhau đi ngâm suối nước nóng rồi. Chương 303. Màn đêm tĩnh mịch và sâu thẳm, mang đầy vẻ chết chóc. Thành Đông, vào buổi đêm thì khó có thể nhìn thấy được một chiếc xe nào ở trên đường chứ đừng nói tới con đường mòn nhỏ này. Đèn đường màu đỏ, đứng ở phía xa xa cũng có thể nhìn thấy rõ ràng ba chữ viện phúc lợi kia. Cửu Quyên, đang sống trong viện phúc lợi thuộc quỹ từ thiện của tập đoàn Uyển Như. Cô gái ngốc nghếch này, ôm lấy chăn bông mà ngủ, nhưng mà không được ngon giấc lắm. Bên ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng lại có tia chớp lóe lên khiến cho Cửu Quyên không nhịn được mà run rẩy. Cô ấy nhớ anh trai mình, lẩm bẩm trong miệng những từ ngữ không rõ ràng mà chỉ có bản thân mình mới hiểu được. Một chiếc xe, xuyên qua màn đêm tiến vào con đường mòn, dừng lại ở phía trước tường viện phúc lợi. Trên xe, có một bóng đen bước ra, leo lên tường như một con mèo. Nhảy từ trên tường viện phúc lợi xuống dưới đất, trên trời bắt đầu có mưa lất phất bay. Đây đúng là thời tiết tốt, bất kể là làm việc gì thì cũng đều bị nước mưa rửa trôi mọi dấu vết. Đêm đen giết người, gió to là lúc phóng hỏa, chú em cũng thật là biết chọn thời điểm đó. Đột nhiên vang lên một câu nói, làm cho bóng đen kia bị dọa giật hết cả mình. Từ từ quay người lại, từ phía góc tường có một người thanh niên đang mặc áo mưa bước ra. Anh là ai? Là cha của mày. Người mặc áo mưa cười một cách kỳ lạ, người này không phải là ai khác, mà chính là Hạ Phi. Mà bóng đen kia thì chính là người mà nhà họ Tả ở Thanh Thiền cử tới, Nhất Thôn. Nhất Thôn, Vương Nhị, Lưu Tam, Cửu Tứ, trên đất Thanh Thiền được gọi là bốn con chó săn của nhà họ Tả. Sắc mặt Nhất Thôn trầm xuống, một tay đặt lên a eo. Muốn chết? Tôi sống đủ rồi, có bản lĩnh thì tới mà giết tôi đi này. Hạ Phi từ từ cởi áo mưa trên người ra, giơ tay chỉ vào người mình. Chỗ này là tim, chỗ này là phổi, chỗ này là gan. Chú em cần phải chú ý chính xác một chút nhé, nếu như một dao mà không giết được tôi, thì mạng của chú em sẽ phải để lại thành phố Giang Tư này đấy. Đồng tử của Nhất Thôn co lại, nhìn xung quanh. Anh ta hoàn toàn không xác định được, trong bóng tối có còn cao thủ nào đang ẩn nấp hay không. Thế thì tao sẽ thành toàn cho mày. Vút! Nhất Thôn xoay lưng và rút ra một thanh kiếm mềm từ thắt lưng mình, mang theo âm thanh bén nhón, phóng thẳng tới cổ của Hạ Phi. Mà Hạ Phi thì chống hai tay ở eo, đứng nguyên tại chỗ không động đậy. Anh ta không hề cảm nhận được bất cứ sát khí nào từ trên người của Nhất Thôn, ngược lại cảm thấy sự sợ sệt của Nhất Thôn. Chó điên đang cắn cằn mà thôi. Quả nhiên là như thế, Nhất Thôn phóng ra một chiêu rồi nâng người một cái, mượn góc tường trèo ra ngoài bỏ chạy. Hạ Phi. Thật không ngờ, cái tên Nhất Thôn này, lại hèn nhát như vậy. Đây chính là, chạy trốn ư. Ôi CMN, cứ thế mà chạy à. Nhìn về phía dấu chân để lại trên góc tường, Hạ Phi có chút rối rắm. Sau này, cũng không nên diễn sâu quá, cứ hạ gục người trước rồi nói. Tại Thịnh Thế Hào Đình, tại sảnh khách lớn ở lầu 1, Giang Hải đang nói chuyện về trà với Lôi Nhân Hào. Nhờ có Lôi Nhân Hào mà Giang Hải đã hiểu được không ít bí mật ở Tây Cảnh năm đó, nhất là những thủ đoạn và ân oán tình thù của những cổ võ thế gia kia. Không đặc sắc như trong tiểu thuyết ngôn tình, nhưng cũng cực kỳ kỳ quái. Lúc này, anh nhận được một tin nhắn. Hạ Phi cái thằng ngốc này thế mà lại để người chạy mất. Đối với điều này thì Giang Hải cũng không thấy sao cả. Biết được Cửu Quyên có người bảo vệ bên cạnh là được rồi, nhà họ Tả ở Thanh Thiền sẽ không thể bứt dây động rừng nữa. Lên lầu đi ngủ, Cố Huyền Như mới hết bận. Một đêm không lời. Ngày hôm sau, mặt trời ló dạng, Giang Hải bị tiếng ồn đánh thức, tập đoàn Huyền Như có chuyện rồi. Gọi điện cho Giang Hải là Tần Hiên. Anh Giang, hai người bảo vệ của tập đoàn Huyền Như vừa mới bị giết cách đây không lâu. Giang Hải sửng sốt,
lập tức hỏi, tình hình cụ thể như thế nào, nói rõ ràng. Công việc bảo vệ của tập đoàn Uyển Như vẫn luôn do Tần Hiên chịu trách nhiệm. Nhóm người đầu tiên mà Giang Hải huấn luyện ra đã bị điều đi tới những nơi khác từ lâu. Đội thứ hai, có Hạ Phi đại diện, nhưng mà, thời gian huấn luyện của họ quá ngắn, rất nhiều người cũng chưa ổn lắm. Nhưng mà, những người này đều tài giỏi hơn những người bảo vệ bình thường rất nhiều, cho dù là một võ giả bình thường thì không phải muốn giết là có thể giết được. Thế nên, Tần Hiên mới sắp xếp họ luân phiên trực ở tập đoàn Uyển Như. Trong đêm qua, toàn bộ mọi thứ đều yên bình. Chính vào lúc tia sáng đầu tiên ló dạng, thì xảy ra chuyện. Hai người bảo vệ bị người ta rạch bụng, tình huống lúc chết tương đối thảm. Đồng tử của Giang Hải co rút lại. Thủ đoạn này, tương tự như hình thức mà Cửu Tứ giết chết Tả Thành. Điều này không phải là đang nói, người đụng vào tập đoàn Uyển Như, chính là nhà họ Tả hay sao? Giang Hải không ngờ, sự báo thù của nhà họ Tả lại tới nhanh như thế. Nhà họ Tả, lại dám thị uy vào thời điểm mấu chốt này, thật là ngu dốt và kiêu ngạo. Hiện tại đối với nhà họ Tả mà nói, chính là thời khắc mấu chốt, nếu phân tâm đối phó với Giang Hải thì chính là một hành vi cực kỳ ngu ngốc. Nhưng mà, Giang Hải đã đánh giá nhà họ Tả quá cao, nghĩ họ quá lý trí. Là tôi tính sót rồi. Lời nói của Giang Hải là cực kỳ tự trách. Trong điện thoại, giọng nói của Tần Hiên đang run rẩy. Trên người bọn họ có để lại một dòng chữ, viết là, giao con ngốc kia ra đây, nếu không cứ một ngày hai mạng. Đây là uy hiếp, khiến Giang Hải giao cửu quyên ra, dùng cửu quyên để đổi lấy sự bình an trong chốc lát. Cũng chính là cảnh cáo. Đắc tội với nhà họ Tả, mãi mãi không bao giờ có được sự bình an, bởi vì nhà họ Tả, làm việc chưa bao giờ nói chuyện nguyên tắc. Nhưng mà bọn họ không biết, Giang Hải, là một người cũng chưa bao giờ nói đến nguyên tắc. Quy tắc có lợi với bản thân thì chính là quy tắc, còn những thứ không có lợi với bản thân, thì chỉ là đồ bỏ đi. Tôi biết rồi. Dọn dẹp hiện trường sạch sẽ trước đi, rồi chờ sự sắp xếp của tôi. Giang Hải cúp điện thoại, nhìn ra ngoài cửa sổ, rơi vào trầm tư. Đột nhiên, sát khí trên người Giang Hải tập hợp tới cực đỉnh. Xem ra, đối mặt với nhà họ Tả, không thể có chút nhân từ và do dự nào. Lâu như thế rồi, không có người nào dám động vào tập đoàn Uyển Như, nhà họ Tả ở Thanh Thiền quả là một trong số ít người dám làm điều này. Chủ yếu nhất là, đối phương là một cổ võ giả. Sau cơn mưa rào thì không khí trong sạch hơn, nhưng vẫn có thể ngửi thấy mùi thơm của bùn đất. Nhưng mà tâm trạng của Giang Hải lại cực kỳ nặng nề. Không lâu sau, Cố Uyển Như cũng biết chuyện. Giang Hải, sao lại thế này? Bảo vệ của chúng ta bị, bọn họ nói, anh nói xem. Có cần báo cảnh sát không? Giang Hải yên lặng không lên tiếng, báo cảnh sát ư? Có tác dụng à? Trong cái thế giới này, người bình thường khi đối mặt với võ giả, giống như con kiến đối diện với một con voi ấy. Nếu như, phải đối diện với cổ võ giả thế thì giống như là đối mặt với thần minh rồi. Phản kháng, không hề có ý nghĩa, thậm chí, tuyệt đối không có cơ hội phản kháng. Trước hết đi xem tình hình công ty cái đã. Giang Hải đình trệ. Chuyện máu me như thế này, anh hoàn toàn không muốn Cố Uyển Như tham gia vào. Vì thế nên lập tức đi về phía tập đoàn Uyển Như ở phía tây thành phố. Nhìn thấy xác chết kia, sắc mặt Giang Hải càng ngày càng nặng nề khó coi. Hừ lạnh một tiếng, âm thanh lạnh lẽo vô cùng. Tạm dừng lại và nói, bất cứ một người nào của tập đoàn Uyển Như, sinh mệnh đều là vô giá. Chúng ta không chủ động làm hại người khác, nhưng chọc tới chúng ta, thì tuyệt đối không được. Bước vào cửa tập đoàn Uyển Như, thì chính là người của tôi, ai dám động vào người của tôi, thì sẽ phải trả cái giá rất đắt và đau khổ. Anh Giang, anh nói xem chúng ta nên làm thế nào đây? Tần Hiên cũng giận sôi người rồi, nhà họ Tả ở tỉnh Thanh Thiền dám tới gây sự ở thành phố Giang Tư, thì thật sự là chán sống rồi. Chỉ cần Giang Hải ra lệnh, tập hợp tất cả mọi người, có san bằng tỉnh Thanh Thiền cũng không thành vấn đề. Nhưng mà Giang Hải thật sự sẽ làm như thế ư? Giang Hải không thể, như thế thì sẽ khiến cho Hoàng Thất cảm thấy, Giang Hải đang phát triển thế lực riêng của mình. Nếu như có thế lực riêng của mình cũng không được, bị người ta ghen tị cũng là một loại bất hạnh. Xử lý hậu sự trước đi, khoản đền bù sẽ được tăng gấp đôi, người nhà của họ thì sắp xếp công việc, đãi ngộ ưu tiên. Người thân của họ nếu có bất cứ vấn đề gì thì đều có thể tìm tôi hỗ trợ giải quyết. Sau một hồi suy nghĩ, Giang Hải lại nói, đều do tôi không nghĩ tới. Tôi xin lỗi bọn họ. Cúi đầu thật sâu. Đứng ở phía sau,
sắc mặt Hạ Phi đã cực kỳ khó coi rồi. Nếu như, anh ta hạ được Nhất Thôn, không để cho anh ta chạy mất, thì cũng không xảy ra chuyện này. Hai người này, là những anh em cùng luyện tập với mình. Hôm qua, còn nói tới chuyện cùng nhau uống một bữa, vậy mà hôm nay đã nằm ở trước mặt, âm dương cách biệt rồi. Đổi lại làm người bên cạnh, chẳng qua chỉ là một nhân viên bảo vệ bình thường. Gặp phải chuyện như thế này thì trốn còn không kịp ấy chứ. Ai sẽ chủ động chịu trách nhiệm chuyện này chứ, báo cảnh sát là hết chuyện rồi. Mà Giang Hải lại không như thế, anh có trách nhiệm, đối với những ông chủ như thế này, thì cho dù trả giá bao nhiêu cũng xứng đáng. Anh Giang, đều là lỗi tại tôi. Bụp, một tiếng vang lên, Hạ Phi quỳ xuống, đối diện với hai xác chết lạnh băng kia. Người anh em, đều tại tôi nên bắt cái tên xúc sinh kia lại. Giang Hải chậm rãi lắc đầu, chuyện này, nên trách tôi. Nhìn vẻ mặt của hai người bảo vệ kia thì có thể thấy được, sát thủ ra tay rất sạch sẽ gọn gàng, dường như là bị giết chết trong lúc không hề hay biết. Trên mặt còn đang mang theo vẻ mờ mịt khó tin. Kỹ năng của Nhất Thôn, tuyệt đối không phải Hạ Phi có thể đối phó được. Tại viện Phúc Lợi, Nhất Thôn không hề do dự mà trốn thoát, chỉ có thể nói rằng người này cực kỳ thận trọng. Anh ta lo lắng đang có người ẩn náu ở trong bóng tối, nên mới tìm thời cơ trốn thoát để giữ mạng. Chuyện này, không trách anh được, anh không phải là đối thủ của họ. Giang Hải nhìn Hạ Phi, nếu không muốn bị đánh thì phải mạnh mẽ lên, cho dù là rèn sắt thì cũng phải chăm chỉ hơn. Hạ Phi trở nên quyết tâm hơn bao giờ hết, ngọn lửa hận thù cháy hừng hực. Quá trình của sự trưởng thành, luôn có nhiều niềm tin và sự đau khổ. Nhưng mà, chỉ cần cố gắng thì cuối cùng có thất bại cũng sẽ không nuối tiếc. Sau đó, giọng nói của Giang Hải lập tức trở nên bén nhọn hơn. Tôi tin tưởng các cậu, chỉ cần khổ luyện, chịu khó chịu khổ, thì không bao lâu nữa, sẽ có đủ tôn nghiêm thôi. Tôn nghiêm, chỉ có thể dùng nắm đấm để giành lấy. Hạ Phi đứng lên, anh ta cần tiếp tục tập luyện. Bởi vì Giang Hải nói đúng, chỉ có khiến bản thân mạnh mẽ hơn, thì mới có thể không sợ bất cứ âm mưu thủ đoạn nào. Giang Hải nhẹ giọng nói, anh Hiên, triệu tập mấy người quay về, tăng cường thêm một lớp bảo vệ cho tập đoàn Uyển Như. Những người được huấn luyện đợt đầu, cũng chỉ có thực lực của bọn họ thì mới có thể đối phó với loại cao thủ như Nhất Thôn. Hơn nữa, có nhiều người liên thủ với nhau thì làm việc mới dễ dàng hơn. Ánh mắt của Giang Hải dần dần trở nên đáng sợ, khóe miệng mang theo nụ cười tàn nhẫn. Nếu như có người dám tới khiêu khích, thế thì để cho bọn họ xem, thành phố Giang Tư này rốt cuộc khủng bố như thế nào. Tìm, Giang Hải chỉ nói có một chữ. Anh cần phải lôi được Nhất Thôn ra khỏi biển người mênh mông mới được. Xử Nhất Thôn trước, rồi tới Thanh Thiền sau. Mấy ngày tiếp theo, không khí trong tập đoàn Uyển như bị đè nén lại, một luồng hơi thở nguy hiểm từ đầu tới cuối vẫn luôn treo ở trên đỉnh đầu tất cả mọi người. Mà, Nhất Thôn thì gần như là biến mất rồi, căn bản không tra ra được nơi mà anh ta đang ẩn náu. Một cổ võ giả, muốn ẩn nấp thì người bình thường sợ là có tìm cả đời cũng không thể nào tìm ra được. Thành phố Giang Tư đang truy tìm Nhất Thôn, mà ở Thanh Thiền thì đang truy tìm Cửu Tứ. Trong một thị trấn tồi tàn, Cửu Tứ đã chuẩn bị không ít đồ ăn và nước uống, anh ta đã ở đây được 4 ngày rồi. Đường đi thì lộn xộn, mương nước chằng chịt, mùi hôi thôi bốc lên. Trong phòng không hề có tiếng động, nửa ngày không có âm thanh gì. Cửu Tứ biết cách ẩn náu bản thân như thế nào, nên mấy ngày nay, tới đèn anh ta cũng không bật. Ngồi nhắm mắt lại, hoàn toàn cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài. Lúc này, điện thoại ở bên người đột nhiên rung lên. Cửu Tứ cầm lấy, thấy Giang Hải gửi tới một tin nhắn. An toàn chứ? Chương 304. Anh Giang, xin anh cứ sai bảo. Rất nhanh sau đó Cửu Tứ đã nhắn tin lại cho Giang Hải. Nhưng một lúc lâu sau Giang Hải cũng không nhắn lại gì. Lúc này, Giang Hải đang nhíu mày tính toán, làm như thế nào mới có thể khiến cho nhà họ Tả phải khó chịu nhất. Trước mặt Giang Hải là một tấm bản đồ của tỉnh Thanh Thiền. Trên bản đồ có đánh rất nhiều dấu to dấu nhỏ khác nhau, tất cả chỗ đó đều là sản nghiệp của nhà họ Tả. Ngón tay anh gõ nhẹ, nhìn vào một chỗ. Vậy cứ bắt đầu từ chỗ này đi. Trên bản đồ là một vị trí không thu hút lắm, nhưng nó lại là nơi rất quan trọng với nhà họ Tả. Nhìn ra phía ngoài cửa sổ, khóe miệng của Giang Hải chậm rãi cong lên, bóng đêm, đại diện cho sự chết chóc. Giang Hải từ trước đến nay đều không phải người tuân thủ quy tắc. Cũng không phải là người sẽ làm việc giống như người bình thường. Nhưng trong lòng anh luôn có một thước đo của riêng mình.
Đối với người làm việc thiện thì Giang Hải giống như Phật sống. Còn đối với kẻ ác thì Giang Hải lại giống như ác ma. Chuyện xấu mà nhà họ Tả làm mấy năm nay thật sự rất nhiều, cũng đã đến lúc họ phải trả giá rồi. Trong nước thì làm việc ác, ngoài nước thì cấu kết với bọn ngoại quốc. Mỗi chuyện đó đều là những tội đáng bị diệt tộc. Chấm chấm. Ở thành phố Giang Tư, tại nhà tang lễ. Giang Hải mặc một bộ đồ đen, sắc mặt trầm xuống, anh sẽ tự mình xử lý lễ truy điệu. Lúc rời đi Cố Uyển Như còn rất đau lòng, những người đó thật đáng ghét. Bọn họ chỉ là những người bảo vệ thôi mà. Chồng ơi, hay là em đi với anh nhé? Giang Hải chậm rãi lắc đầu, đến giờ vẫn không hề có tung tích gì của Nhất Thôn, Giang Hải cũng không biết rõ, lúc anh ta đã rời khỏi thành phố Giang Tư, hay vẫn còn lẩn trốn ở đây. Sự an toàn của Cố Uyển Như phải được đảm bảo, tổng bộ của tập đoàn Uyển Như hiện giờ như một tường thành đồng vách sắt. Cố Uyển Như đứng ở trước mặt Giang Hải, cài lên ngực anh một bông hoa trắng. Em không sợ, anh đừng lo lắng cho em. Giang Hải hiểu nỗi lo của Cố Uyển Như, cô lo cho sự an toàn của anh. Nhưng cô không biết ở phương đông này, những kẻ có thể uy hiếp đến tính mạng của đế vương, chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có người nhằm vào tập đoàn Uyển Như, thậm chí còn ra tay với nhân viên bảo vệ của tập đoàn Uyển như vậy chứng tỏ Cố Uyển Như đang bị những kẻ khác nhằm vào. Em yên tâm đi, người có thể đả thương anh còn chưa sinh ra đâu. Anh lên xe, đi tới nhà tang lễ. Giang Hải xuống xe, ánh mắt lạnh lùng. Hai bên đường người đứng rất đông. Tất cả mọi người đều rất đau buồn, phẫn nộ. Trên tay mỗi người đều cầm một bông hồng trắng. Trong lễ đường đặt hai tấm di ảnh ở chính giữa, khuôn mặt của hai người đó cười ngây ngô. Nhưng, Giang Hải cảm nhận được trong nụ cười của họ tràn đầy oan uổng. Đến tận lúc chết, họ cũng không biết lý do vì sao. Người giết họ là ai? Những người anh em đã từng cùng nhau luyện tập, nét mặt bi thương, nọn bọn họ cũng rất đau lòng. Vì người rời đi chính là anh em của họ mà. Giang Hải đi lên, cúi đầu đặt hoa. Ở bên cạnh là người nhà của hai người bị hại, họ cũng rất đau lòng, nước mắt rơi đầy mặt. Cha mẹ họ đã đầu hai thứ tóc, vậy mà chỉ trong một đêm họ như già đi mấy tuổi. Có một người phụ nữ còn đang bế một đứa trẻ. Vô cùng xin lỗi. Giang Hải lại cúi đầu thật lòng xin lỗi. Tôi đã không bảo vệ tốt cho bọn họ. Nếu họ chết ở trên đường tấn công thì Giang Hải không có lời nào để nói. Nhưng hai người này lại chết do bị ám sát, mà nguyên nhân lại là do chủ quan. Cũng may là Nhất Thôn có tính đa nghi, nên hành động khá cẩn thận. Nếu không có lẽ cả đội được cử đi vào ngày đó, chỉ sợ là không còn đường về. Một vài người già chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt hơi dại ra, nhìn Giang Hải, nước mắt từ từ chảy xuống. Mất đi thân nhân nên giọng của họ cũng lạc đi. Con tôi. Sau đó lại khóc nấc lên, những người khác cũng bắt đầu khóc. Lúc này trong lễ đường tiếng khóc ngày càng to hơn. Tôi sẽ báo thù cho họ. Đây là lời hứa của Giang Hải, đế vương sẽ không dễ dàng thốt ra lời hứa, nhưng một khi đã hứa thì nhất định sẽ làm được. Anh từ trong lễ đường đi ra, vẻ mặt Tần Hiên bình tĩnh đi tới. Điều tra ra chưa? Tên kia đã chạy rồi, chắc đã trở lại Thanh Thiền. Anh Giang! Tần Hiên muốn nói lại thôi. Giang Hải hiểu. Tần Hiên muốn nói chủ động phái người đến Thanh Thiền báo thù. Báo thù, phải từ từ. Giang Hải cười lạnh như băng. Lúc này, anh hoàn toàn có thể triệu tập mọi người, trực tiếp mang người đến Thanh Thiền để giết tất cả người của nhà họ Tả. Nhưng Giang Hải lại không làm như vậy, anh phải từ từ khiến cho nhà họ Tả tan đàn xẻ nghé. Giang Hải dở bản đồ ra nhẹ giọng nói, anh cho người đến nơi này. Chỉ giết những người họ Tả. Mấy tên chó săn này của nhà họ Tả. Giang Hải hoàn toàn chẳng coi ra gì. Thầy bại thì tớ cụp đuôi, đám lâu la này không đáng để anh phí tâm sức. Vâng. Hai mắt của Tần Hiên sáng lên, mạnh mẽ gật đầu. Ai muốn đi, thì theo tôi. Lúc này, Giang Hải chậm rãi lắc đầu, anh cũng đừng đi. Anh ở lại thành phố Giang Tư sắp xếp tốt mấy công việc an ninh. Lúc này, nhà họ Tả chắc chắn sẽ không hành động một cách ngu ngốc, nhưng Giang Hải vẫn là hơi lo lắng, tốt nhất là phải làm thật tốt. Không để cho nhà họ Tả có cơ hội có thể xuống tay. Anh Giang, anh đi cũng không có tác dụng gì đâu, nhưng thành phố Giang Tư lại không thể thiếu anh được. Tần Hiên không đủ mạnh, dù có đích thân mang người đi Thanh Thiền, cũng chỉ là đứng xem mà thôi. Tần Hiên chỉ có thể gật đầu. Cách bờ biển không xa ở Thanh Thiền, có một khu công nghiệp bỏ hoang. Nhà xưởng rách nát, vô cùng tiêu điều.
nơi này đã từng rất phồn hoa, đáng tiếc, đó chỉ là cảnh ngày xưa mà thôi. Cựu tứ mặc một bộ quần áo thể thao màu đen, đội một cái mũ che khuất nửa mặt, cúi đầu, bước đi trên con đường lầy lội hướng về phía nhà xưởng. Đêm đã muộn, ánh trăng giấu mình sau những đám mây, ánh sáng loang lổ, lộ ra sát khí. Anh ta ngẩng đầu, cũng không nhìn được ánh sáng. Cựu tứ chậm rãi ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm vào dấu vết bánh xe trên mặt đất, khóe miệng cựu tứ lộ ra vẻ cay nghiệt. Anh ta châm ba điếu thuốc, rút ra hai điếu cắm trực tiếp xuống vũng bùn. Để tao dâng hương trước cho chúng mày. Anh ta trèo tường vào, đạp lên lá khô phát ra tiếng xào xạc. Ai? Một tiếng nói lạnh tanh phát ra, cùng lúc đó trong bóng tối có một luồng sáng chiếu tới. Cựu tứ ngẩng đầu lấy tay chặn ánh đèn pin, đôi mắt đột nhiên bị ánh sáng kích thích khiến cho anh ta không thể nhìn thấy gì. Sứ giả! Tao không quan tâm mày là ai, cút ngay cho tao. Người kia dọi đèn pin đánh giá cựu tứ từ trên xuống dưới. Cựu tứ thở ơ, nhìn theo ánh sáng của ngọn đèn. Mày hình như không nghe thấy tao nói gì thì phải, tao bảo tao là... Sứ giả! Sứ giả gì? Tao bảo mày cút mà con mẹ mày vẫn... Giọng nói dần nhỏ xuống. Lạch cạch! Tiếng đèn pin rơi xuống đất, phát ra âm thanh thanh thúy. Một thi thể ngã rầm xuống đất, chỗ yết hầu bị cắm một nhánh cây. Tao nói tao là sứ giả đòi mạng. Anh ta nhặt lên đèn pin lên nhìn về phía cánh cửa khép hờ kia. Anh ta bước đi rất nhẹ, cựu tứ tiêu sái chậm chậm bước. Anh ta là cổ võ giả, nên khi phải đối mặt với mấy tên nhãi này, anh ta giống như thần chết vậy. Nhà xưởng này đã rất lâu rồi không được tu sửa nên bụi bặm bám đầy, chỉ có một con đường được tạo ra quanh co uốn khúc. Nơi này rõ ràng là rất thường xuyên có người ra vào, hơn nữa, tần suất còn rất cao. Vẫn còn dấu chân kéo đến tận góc tường, mà ở trong góc lại mở ra một cái cửa tối đen như mực. Anh ta thong thả đi tới, ở ngay cửa đã nghe thấy tiếng người chúc rượu nhau. Đến khi cựu tứ nhìn được ánh sáng, thì cả người chấn động. Đây là một tầng hầm ngầm, không gian rất lớn, to bằng tầm hai sân bóng rổ lớn, bốn phía đặt không ít thùng, ở chính giữa là bốn người đang ăn uống linh đình. Trong góc phòng sâu nhất, trói ba cô gái tóc tai bù xù toàn thân trần như nhộng. Súc sinh, đáng chết. Anh ta nghiến răng chửi thề. Nhìn thấy những cô gái này, cựu tứ lại nghĩ đến em gái của mình. Có lẽ, ở một khắc nào đó, cựu quyên cũng bị làm nhục ở tả thành như vậy. Anh ta không thèm quan tâm đến mấy kẻ đang uống rượu, mà đi thẳng đến mấy cái thùng, dở một thùng ra. Cựu tứ lại bị dọa cho khiếp sợ. Ở trong chiếc thùng này, toàn là bột trắng. Anh ta xoay người đấm hai phát vào một chiếc thùng khác, thì lộ ra những tờ giấy báo bọc những đồ sứ. Những đồ sứ này có giá trị tới mức nào cựu tứ cũng không biết, nhưng trong chiếc thùng này nhất định là cổ vật quốc gia. Mỗi thùng này đều là do những kẻ tán tận lương tân, không cần tổ tiên đã bán đi. Cựu tứ bị người khác nhìn thấy. Vạn tử, làm gì đấy? To gan nhỉ, đồ trong những cái thùng ấy mày nhất định không được động vào, nhìn cũng không được nhìn. Mấy tên nhóc trông giữ nơi này rất hiểu quy tắc, hoặc là rất sợ chết. Nếu họ dám động vào mấy thứ này, thì người nhà họ tả sẽ lột da họ. Sao mày không canh gác ở trên đó mà lại mò xuống đây làm gì? Một người nói, thằng này, chính là ngựa được đầu thai đấy, nhất định là thấy nóng nên xuống đây để giải tỏa ấy mà. Mấy tên đó cười vang, tên vừa nói ra uống một hớp rượu, rồi quay đầu lại nhìn vào mấy người phụ nữ ở góc tường. Tranh thủ đi! Để ông chủ biết ở trên không có ai canh chừng thì mày lại bị đánh đấy. Ha ha, mấy người chúng mày cũng sướng đấy, được vạn tử chiều chuộng. Ha ha, cựu tứ thở ơ, đi về phía trước vài bước, còn nhấc lên một cái thùng. Trong đó có một ít đỉnh đồng hình thù kỳ dị. Không đúng, một người hô lên, nó không phải vạn tử. Mày là ai? Mấy tên lâu la lập tức luống cuống, sau một trận hoảng hốt, thì bốn khẩu súng đã chĩa về phía cựu tứ. Đôi tay cầm súng hơi run. Sao một kẻ xa lại lại có thể lặng yên không một tiếng động đi vào nơi này? Ở bên ngoài có vạn tử canh chừng mà, chẳng lẽ nó đang ngủ? Tao là ai à? Cựu tứ nhấc tay lên, lấy mũ xuống. Cựu tứ cũng không nhớ bản thân mình là ai nữa. Cựu tứ? Không, anh không phải cựu tứ. Cựu tứ là tên của con chó mà nhà họ tả nuôi. Chúng đặt cái tên đó cho anh, giống như cách đặt tên cho Nhất Thôn, Vương Nhị, Lưu Tam vậy. Bọn họ chỉ là những con chó mà nhà họ tả nuôi, không xứng có được một cái tên tử tế. Cựu tứ vốn tên là Cựu Thiên Tứ.
Tao là Cửu Thiên Tứ. Sau một hồi lầm bầm, lúc này, Cửu Tứ như đã tìm lại được chính mình, trong lòng cũng biết bản thân phải làm cái gì. Cửu. Tên đi đầu kinh ngạc. Anh Cửu. Đối với người nhà họ Tả, Cửu Tứ chỉ là một con chó. Nhưng đối với bọn tay chân này, thì Cửu Tứ lại là một nhân vật lớn, người dưới một người trên vạn người. Dù sao, Cửu Tứ cũng là một cổ võ giả, dùng thân phận võ giả để làm việc, nên mấy tên người thường như chúng không thể chọc nổi. Thậm chí là nịnh bợ Cửu Tứ bọn chúng cũng không xứng. Tên đi đầu đã từng có một lần được gặp qua Cửu Tứ, giờ phút này, tinh thần anh ta vô cùng hoảng hốt, khiếp sợ trong lòng, hoàn toàn không nghĩ ra, vì sao Cửu Tứ lại xuất hiện ở đây. Mày biết tao à? Chương 305. Anh ta chậm rãi đi tới, chẳng thèm coi mấy khẩu súng của chúng ra gì. Bỏ súng xuống, chúng mày mù hết rồi sao, đây là anh Cửu. Bọn chúng lập tức cất súng về bên hông, tên đi đầu bắt đầu cười nịnh nọt. Mắt anh ta nhìn rượu và thức ăn trên bàn thì vào đầu, anh Cửu ở đây chán quá nên bọn em mới mang ít thức ăn đến đây đánh chén. Ăn uống cũng no đủ nhỉ. Anh mắt Cửu Tứ liếc về phía góc, từ trên người mấy cô gái đó, anh ta như nhìn thấy bóng dáng của em gái mình. Ăn xong rồi ạ. Ôi ôi, đều là do em mắt chó không thấy núi Thái Sơn. Một tên chạy nhanh tới nhấc lên một chén rượu, cung kính đưa cho Cửu Tứ. Cửu Tứ mỉm cười, chậm rãi, đưa ly rượu ra trước mặt mấy tên đó. Trong mắt Cửu Tứ, bốn tên này, đã là người chết rồi. Bữa ăn này coi như là bữa cuối cùng, bữa rượu này coi như là rượu đưa tiễn của chúng đi. Lên đường đi, trong ánh mắt Cửu Tứ hiện ra sát ý. Tại một câu lạc bộ đêm ở Thanh Thiền. Trong một phòng bao, âm thanh ầm ĩ. Một người đàn ông quần áo đàng hoàng, bộ dáng cà lơ phất phơ tay cầm một ly rượu đang cười rất điên cuồng. Cái tên Tả Thành ngu ngốc kia, đầu tiên là bị người ta phế đi của quý, sau đó lại bị mọi ruột đến chết, đúng là đáng đời. Tên còn lại cười lạnh, không có con trai, địa vị của Tả Quang Hào ở nhà họ Tả. Ha ha! Bất luận là có chuyện gì, đối với một gia tộc, việc kế nghiệp hương hỏa là một việc rất quan trọng. Không có con, cũng sẽ không quyền thừa kế, Tả Quang Hào đã bị gạt ra ngoài rồi. Một đám đàn bà hở ngực rụi vào lòng tên đó, người thì liên tục vặn vẹo. Anh Tả, hay là, chúng mình lên lầu chơi đi. Người đàn ông tòm lấy tóc người phụ nữ, khiến cô ta phải ngẩng đầu lên. Hôm nay anh rất vui, cử ở đây hầu hạ anh cho tốt vào, anh sẽ không bạc đãi cô em đâu. Tóc của cô ta suýt nữa thì bị kéo đứt, nhưng vẫn phải nén lại, nở nụ cười nịnh nọt, phóng đãng. Anh Tả, anh muốn chơi như thế nào, em sẽ chơi cùng với anh như thế. Chỉ là, anh nhìn cái túi kia. Không phải chỉ là một cái túi thôi sao, không đáng gì. Anh ta đè đầu cô gái đó xuống. Có gái thuận theo ý anh ta quỳ xuống. Trong phòng, truyền ra tiếng ồn ào. Em cá là trong súng của anh không có đạn. Người đàn ông hừ lạnh, sảng khoái ngẩng đầu lên, ông đây chỉ có đại pháo, không có súng. Người đàn ông này tên là Tả Sán, cũng là một tên phá gia chi tử có tiếng. Bởi vì địa vị của nhà họ Tả ở Thanh Thiền rất cao, nên họ cũng rất ngang ngược, kiêu ngạo. Còn người đàn ông trẻ tuổi có đôi lông mày dài hẹp kia là Tả Hân, là anh họ của Tả Sán, anh ta rất trầm tĩnh, đa mưu túc trí. Trong phòng riêng, cảnh xuân đang diễn ra, nhưng điều bọn họ không biết là ở bên ngoài câu lạc bộ có mấy chiếc xe từ thành phố Giang Tư đến. Cửa xe mở ra, người xuống xe đầu tiên chính là Hạ Phi. Đằng sau Hạ Phi là một đám anh em. Mấy anh em ai cũng muốn đến để báo thù cho người anh em đã bị giết. Nhưng ở thành phố Giang Tư không thể không có ai canh giữ, nên Hạ Phi chỉ dẫn 10 người theo. Như thế này là đủ rồi. Bởi vì người ngồi trên chiếc xe cách đó không xa chính là Thất Hồn. Thất Hồn không xuống xe, chỉ kéo kính xe xuống, nói một câu, không có cao thủ đâu, cứ yên tâm làm việc đi. Nếu như ba con chó nhà họ Tả xuất hiện, thì Thất Hồn sẽ ra tay. Giang Hải sẽ không để cho bọn Hạ Phi hy sinh vô ích. Rầm rầm rầm. Cửa phòng bị đập vang lên, âm thanh ầm ĩ phát ra từ căn phòng cũng thu hút sự chú ý của mọi người. Cửa bị đá văng ra, khiến cho tất cả mọi người trong phòng đều kinh ngạc, phụ nữ thì hét lên chói tai. Sau một trận gà bay chó sủa, thì tiếng nhạc đinh tai nhức óc cuối cùng cũng dừng lại. Thấy cảnh xuân sắc trong phòng, khóe miệng Hạ Phi không nhịn được hiện lên một nụ cười lạnh. Tả Hân giật mình xoay người, nhìn thấy trên tay bọn người Hạ Phi có cầm dao, thì đồng tử co rụt lại. Chúng mày là ai?
Câu lạc bộ này là tài sản của nhà họ Tả, bảo vệ bên ngoài đương nhiên sẽ không để bọn người Hạ Phi cầm dao vào. Cho dù là xông vào, cũng sẽ lập tức thông báo cho bọn họ biết. Sao có thể không thông báo gì đã để cho bọn người này cầm dao vào phòng được? Hạ Phi cười lạnh, chúng mày, ai họ Tả? Tả Hân giận tái mặt, không nói gì âm thầm suy đoán, mấy người này là từ đâu tới? Vừa mới đến đã hỏi ai họ Tả, thế thì chắc chắn không phải là đến tặng đồ. Tao là Tả Sán, chúng mày đến làm gì? Đứng ở trên địa bàn của nhà mình nên Tả Sán có cũng rất kiêu ngạo. Gã ta đá cô nàng đang ngồi bên cạnh ra dọa cô ta sợ hết hồn, quần còn chưa kịp kéo, chúng mày có biết đây là chỗ nào không? Là đâu không quan trọng, nếu mày muốn chết ở đây vậy tao sẽ thành toàn cho mày. Hạ Phi từ trước giờ đều không thích nhiều lời, tiến tới kề dao vào cổ hắn. Muốn chết à, chúng mày ăn gan hùm mật báo rồi phải không, ở địa bàn của nhà họ Tả mà dám cầm dao. Người đâu? Bụp! Tả Sán dương nanh múa vuốt kêu la, nhưng chuyện xảy ra tiếp theo đã làm cho anh ta bị choáng váng. Cơn đau đột nhiên xông tới, Tả Sán chậm rãi cúi đầu, con dao nhọn đó đã đâm xuyên qua bụng gã. Tả Sán còn chưa nói hết câu, dao của Hạ Phi đã muốn lấy mạng của gã. Chúng mày, chúng mày! À! Tả Sán lộ ra vẻ mặt khó có thể tin, miệng cũng bắt đầu chảy máu. Dao của Hạ Phi bắt đầu xoay tròn, anh ta muốn hủy hoại toàn bộ nội tạng cả Tả Sán. Khiến cho anh ta chết từ từ trong đau khổ. Tả Sán ngã xuống, tay ôm bụng, nhìn về phía anh họ, trong miệng còn lúng búng muốn nói gì đó. Anh ta muốn xin Tả Hân cứu anh ta. Anh ta cũng không biết tại sao Tả Hân không nói câu nào. Thậm chí... lúc đó anh ta còn nghĩ liệu có phải tên sát thủ này là do Tả Hân tìm tới. Mà, hiện tại sắc mặt của Tả Hân trắng bệch, ngồi đơ ra tại chỗ. Anh ta chỉ có thể ngồi im nhìn đồng tử của Tả Sán dần mất đi tiêu cự, tính mạng đang dần mất đi, thân thể thì run rẩy. Nhìn thấy em họ mình bị giết chết, Tả Hân nuốt nước miếng. Tên này chính là tên điên, vừa vào cửa không nói hai câu đã giết người. Mày tên là gì? Hạ Phi nhìn về phía Tả Hân. Tôi tên là Hồ Khắc, Hồ Khắc, thật sự là Hồ Khắc. Xin anh đừng giết tôi thật sự không quen biết anh ta. Thật sự không quen biết. Tả Hân sửng sốt sợ tới mức suýt nữa thì tiểu cả ra quần vội vàng giải thích. Anh ta đã nhanh chóng nhìn ra, mấy người này tới là vì muốn nhằm vào người nhà họ Tả. Nếu anh ta nói ra anh ta họ Tả, thì kết cục có thể sẽ còn thảm hơn cả Tả Sán. Mà Hồ Khắc thật ra chính là nghệ danh của cô gái trong lòng anh ta bây giờ. Cả người Tả Hân run rẩy, cô gái họ Hồ trong lòng anh ta bị dọa cho choáng váng. Chúng mày tên là gì? Từng người một bắt đầu giới thiệu họ tên. Hạ Phi cầm dao đi lại. Anh ta cũng không quan tâm Tả Hân có thật sự tên là Hồ Khắc hay không. Gã ta họ Tả hay họ Hồ cũng được, cũng chẳng quan trọng. Ý của Giang Hải lần này chính là, Giang Hải muốn cho đám người họ Tả biết, việc họ mang họ Tả, đã là một cái tội. Bọn chúng dám đến thành phố Giang Tư gây sự, dám giết người của tập đoàn Uyển Như ở thành phố Giang Tư, bây giờ Giang Hải muốn bắt đầu giải quyết. Trở về xe, Hạ Phi mới lôi con dao ra lau vết máu. Chỗ tiếp theo. 10 phút sau, nhóm người Hạ Phi xuất hiện ở một quán ăn đêm khác, dùng cách tương tự như lúc trước nghênh ngang ra vào, giết chết mấy tên người nhà họ Tả. Cuối cùng mấy chiếc xe lại nghênh ngang trở về thành phố Giang Tư. Trước khi đi, Hạ Phi còn bỏ lại một câu. Nếu như tâm trạng của anh ta không thoải mái, sẽ đến Thanh Thiền để giết người, mà mục tiêu của họ chắc chắn sẽ là người nhà họ Tả. Nguyên nhân là gì thì trong lòng người nhà họ Tả đều biết. Tại nhà họ Tả, mấy người có địa vị đều đã tập trung lại thức trắng đêm. Điều tra rõ tình hình ở bên kho hàng kia rồi. Không còn ngờ gì, là do Cửu Tứ làm. Cửu Tứ còn thả mấy cô gái đó đi, cho mỗi người một ít tiền. Mấy cô gái này chắc đã bị làm nhục tầm hơn nửa tháng, đáng nhẽ mấy cô đó không nên phải chịu đựng như vậy. Cửu Tứ còn dùng mấy cái xích đó treo mấy tên kia lên. Anh ta dùng một con dao đâm vào đùi bọn chúng, dùng một cái ống hút cắm vào động mạch. Bọn chúng nhìn lẫn nhau, nhìn thấy máu tươi chảy từ đùi của người còn lại. Rất nhanh, bởi vì mất máu quá nhiều, nên bọn chúng cảm thấy rét run cả người. Ô ô, bọn chúng giãy giụa cho sinh mạng của mình. Nhưng Cửu Tứ cũng chẳng thèm quan tâm. Mấy tên xúc sinh nên phải chết cùng Tả Thành. Chẳng lẽ trong nhà bọn chúng không có phụ nữ sao? Chẳng lẽ bọn chúng không có mẹ sinh ra hay sao?
chẳng lẽ bọn chúng không có vợ sao? Tới khi bọn chúng ngất đi vì mất quá nhiều máu, thì cựu tứ mới chậm rãi rời đi. Không tới nửa tiếng sau, cảnh sát đã tìm được kho hàng buôn lậu này. Nên hơn 10 thùng hàng trắng đã bị tiêu hủy. Tìm được hơn 300 thùng văn vật. Không bao lâu sau thì tin tức này cũng được đưa lên bản tin. Đã điều tra ra những người đó chưa? Giọng Tả Quang Tổ vang lên lạnh như băng. Hiện quyền hành của ông ta ở nhà họ Tả đang càng ngày càng mạnh, nhưng trong trường hợp này thì ông ta lại càng mất mặt. Mấy chuyện liên tiếp xảy ra với nhà họ Tả ở Thanh Thiền, đúng là chuyện cười cho cả thiên hạ. Đầu tiên là Tả Thành bị phế, sau đó là bị giết. Bây giờ, chỉ trong vòng một đêm mà hai người nhà họ Tả đã bị giết chết. Gia chủ, bọn chúng đã rời khỏi Thanh Thiền. Dầm! Tả Quang Tổ không nhịn được đập một cái thật mạnh lên bàn. Ở Thanh Thiền, cựu tứ giống như một con giòi ở trong xương vậy, lúc nào cũng có thể gây hại cho cơ thể. Ai muốn tìm được cựu tứ thì đúng là khó như lên trời. Chẳng ai có thể giữ chân được một cổ võ giả như anh ta. Liên lạc với Tây Cảnh. Sắc mặt Tả Quang Tổ âm trầm tới cực hạn. Không phải là tình huống bất đắc dĩ, thì nhà họ Tả nhất định sẽ không cầu xin sự giúp đỡ từ cổ võ thế gia ở Tây Cảnh. Nhưng đối mặt với cựu tứ đang điên cuồng như vậy, Tả Quang Tổ không còn lựa chọn nào khác. Theo quy tắc của cổ võ giả, thì một cổ võ giả nhất định không được phép ra tay với võ giả, lại càng không được phép ra tay với người thường. Cựu tứ là một cổ võ giả, nhưng trước giờ vẫn đều giấu đi. Nên cựu tứ mới có thể ra tay mà không ai nói gì như vậy. Nhưng nếu thân phận cổ võ giả của cựu tứ bị phanh phui ra, để cho cổ võ thế gia ở Tây Cảnh biết, thì họ sẽ tới xử lý cựu tứ. Đến lúc đó không chỉ có cựu tứ gặp chuyện, mà nhà họ Tả cũng sẽ bị liên lụy. Vì mấy năm nay cựu tứ đều làm việc cho nhà họ Tả mà. Gia chủ, nếu không phải bất đắc dĩ. Một người đứng dậy, vẻ mặt hoảng sợ. Chẳng nhẽ hiện giờ còn có cách nào khác sao? Tả Quang Tổ biết, họa của nhà họ Tả chỉ mới bắt đầu thôi. Nếu ngày nào đó Giang Hải vui lên, chạy đến Thanh Thiền để tàn sát, thì đúng là không thể chịu nổi. Tôi thấy, tốt nhất bây giờ chúng ta nên. Ông ta mới nói được nửa câu đã dừng lại ngửa cổ lên nhìn Tả Quang Tổ. Bên trong phòng, mọi người trầm mặc không nói gì, chuyện này rất quan trọng. Nếu có võ sĩ của nước Nhật, thì dù là thành phố Giang Tư, hay là cựu tứ, cũng chẳng là gì. Cái này, Tả Quang Tổ thong thả bước đi, rồi rơi vào trầm tư. Nếu chuyện này thành công thì có thể ăn ngon ngủ yên mãi mãi rồi. Nhưng nếu thất bại thì đúng là vạn kiếp bất phục. Gia chủ, chúng ta không còn thời gian để lo lắng nữa đâu, cùng lắm thì cho võ sĩ nước Nhật kia nhiều lợi ích một chút. Chỉ cần mọi chuyện thành công, nhà họ Tả của chúng ta sẽ nắm được toàn bộ Thanh Thiền. Một lúc lâu sau Tả Quang Tổ bỗng ngẩng đầu lên, hai mắt sáng bừng. Chương 306. Sau một lúc lâu trầm tư Tả Quang Tổ còn chưa quyết định được, thì ngoài cửa đã có một người xông vào. Ai cho mày vào, đúng là không có quy tắc gì cả. Một người quát. Gia chủ, không hay rồi. Xảy ra chuyện gì, Tả Quang Tổ giật mình, đột nhiên ông lại có dự cảm không lành. Trước mắt người này chính là những người có tiếng trong gia tộc. Từ trước đến nay ông ta chưa từng phải đối mặt với tình huống hoảng loạn như thế này. Võ sĩ nước Nhật. Vị võ sĩ nước Nhật kia đã mất tích rồi. Chắc là đã bị người khác bắt đi. Cậu ta vừa nói ra thì người của nhà họ Tả đều biến sắc. Ai, là do ai làm? Tả Quang Tổ cũng không còn bình tĩnh được nữa, mặt đỏ lên, giống lên. Vốn dĩ võ sĩ nước Nhật đang uống rượu ở câu lạc bộ đêm cùng bạn. Chuyện đó xảy ra cách lúc anh Tả Sán gặp chuyện không lâu. Thành phố Giang Tư. Hai mắt của Tả Quang Tổ như phun ra lửa, đỏ bừng lên. Nếu như võ sĩ nước Nhật xảy ra chuyện ở trên địa bàn của mình, thì việc hợp tác giữa nhà họ Tả với nước Nhật sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Nếu đoán không lầm, thì người bắt võ sĩ nước Nhật đi không phải ai khác, mà chính là Thất Hồn. Kế hoạch ban đầu của họ là càn quét 7-8 hộp đêm ở Thanh Thiền, làm cho nhà họ Tả sẽ loạn cả lên chỉ trong vòng một đêm. Nhưng lúc họ vào đến hộp đêm thứ hai thì Thất Hồn nhìn thấy một người rất kỳ lạ, sau khi biết thân phận của gã thì anh ta lập tức mang gã đi. Việc tiếp tục giết người nhà họ Tả đã không còn quan trọng nữa, vì sự xuất hiện của võ sĩ nước Nhật đã khiến cho người khác phải kinh ngạc. Đất của phương Đông nhất định không cho phép võ sĩ nước Nhật bước vào nửa bước. Sân huấn luyện, phía tây của thành phố Giang Tư. Có một dáng người to béo bị treo rủ xuống. Lúc này,
Trên người tên mập đó có rất nhiều vết roi khiến người ta cảm thấy ghê người. Hạ Phi lại cầm roi ra ngâm nước, vừa đi vừa cười lạnh. Miệng mày cũng cứng thật đấy, để tao xem xương cốt mày cứng hơn, hay roi da của tao cứng hơn. Bẹt, bẹt. Hạ Phi vung tay, dùng hết sức quật. Mỗi lần quất đều để lại trên người tên mập đó một vết lằn đỏ. Tiếng kêu của võ sĩ nước Nhật rất thảm thiết, làm cho người ta nổi cả da gà, nhưng tên võ sĩ này vẫn không nói một câu nào. Không bao lâu sau, khoảng 100 roi thì tên võ sĩ đó đã hôn mê. Cách đó không xa, Tần Hiên đang khoanh tay đứng, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu làm vậy mà vẫn không hỏi được, hay là để tôi làm cho? Hạ Phi hừ lạnh, tôi không tin hôm nay tôi không thể cậy được miệng của gã. Tạt nước cho tỉnh. Giọng Giang Hải vang lên, xoay người đi đến. Hạ Phi dội một xô nước lên mặt tên võ sĩ kia, khiến gã hét lên một tiếng. Mặc dù gã là một người kiên cường nhưng cũng không chịu nổi cực hình. Trong nước có pha thêm muối nên miệng vết thương giống như bị vô số con kiến đang cắn. Gã ta mơ màng ngẩng đầu, máu từ trên mặt theo cằm chảy xuống. Gã không còn sức, chỉ có thể nói luyên thuyên gì đó. Mày đừng giả ngu với ông, nói tiếng người đi. Hạ Phi lại đi lên tiếp tục quật. Anh ta nói không biết các cậu muốn hỏi cái gì. Cũng không biết các cậu là ai, anh ta hỏi, tại sao lại bắt anh ta? Giang Hải cảm thấy nực cười. Tên này một là không biết tiếng, hai là đang giả ngu. Giang Hải nhận lấy roi từ tay của Hạ Phi mỉm cười. Tại sao mày lại ở Thanh Thiền? Là ai sai mày tới, tới có mục đích gì? Giang Hải cũng không muốn vòng vo với anh ta nữa mà đi thẳng vào vấn đề. Mặt tên mập đó khẽ biến sắc, ánh mắt hơi né tránh. Gã ta cảm nhận được hơi thở cao thủ từ trên người của Giang Hải, hơn nữa còn là một cao thủ trong các cao thủ. Luồng sát khí kia như ép gã ta rơi xuống vực sâu, ánh mắt gã ta hướng lên, lộ ra vẻ sợ hãi. Anh ta không muốn nói. Giang Hải khoát tay, ném roi sang một bên. Anh Hiên, đừng để người chết, trước khi trời sáng, tôi muốn có kết quả. Được chứ? Tần Hiên cũng được coi là một tên giang hồ, nói đến thủ đoạn tra tấn người khác thì anh đương nhiên là sẽ hơn người. Tần Hiên cười lạnh, không thành vấn đề. Tần Hiên chậm rãi tiêu sái đi đến trước mặt tên võ sĩ kia, rồi nói thả người xuống. Chú đi chuẩn bị mật ong cho anh. Anh Hiên anh đang nói chuyện cười à, lại còn chuẩn bị mật ong cho nó, anh định bồi dưỡng cho nó à? Hạ Phi hơi không phục, anh ta hỏi mãi không ra, làm sao Tần Hiên chỉ dựa vào một cốc mật ong mà có thể hỏi ra được. Chú em còn non và xanh lắm, học hỏi nhiều vào. Tần Hiên cũng không nói lời dư thừa, bộ mặt lạnh lùng. Không có mật ong, nên một người đã tìm được một quán bán mật ong. Tần Hiên tiện tay vơ một cái chổi lông nhỏ, quét một ít mật ong, bôi kên người tên võ sĩ kia. Mày muốn làm gì? Mắt anh ta cứng lại. Giang Hải cười, Tần Hiên cười, bọn Hạ Phi cũng cười. Tên võ sĩ lúc trước vẫn còn giả ngu bây giờ đã chịu mở miệng nói tiếng Trung rất gượng gạo. Gã ta không chỉ nghe hiểu tiếng Trung, mà còn có thể nói được. Tần Hiên như đang vẽ một tác phẩm nghệ thuật, vô cùng chăm chú còn không hề nháy mắt, khóe miệng vẫn cười, làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Sau khi vẽ xong thì Tần Hiên nói, đặt anh ta ở ngoài cửa đi. Họ trói tên đó trên một tấm ván gỗ rồi vứt anh ta ở trong đêm tối. Không bao lâu sau thì ruồi, muỗi, kiến bắt đầu kéo đến. Ở vùng đất hoang ấy không ngừng truyền đến tiếng hét thê thảm giống như tiếng quỷ đang khóc vậy. Để đập tan ý chí của một người, thì hành hạ về thể xác là không đủ, phải khiến cho anh ta trong lúc tỉnh táo mà phải chịu dài vò tới mức không biết lúc nào mới được dừng lại, đó mới là cao thủ. Giang Hải đứng ở cửa sổ không nhúc nhích, nhìn chằm chằm, phía sau anh là thất hồn. Đế vương, chuyện này không đơn giản đâu. Giang Hải gật đầu, cậu nghĩ như thế nào? Nhà họ Tả. Giang Hải gật đầu, cũng đoán ra được, võ sĩ nước Nhật xuất hiện ở phương Đông, chắc chắn là có liên quan đến nhà họ Tả. Xem ra, nước đi này của nhà họ Tả rất quan trọng. Tự tìm đường chết, rồi lại có được lợi ích như vậy, trong ngoài cấu kết, xem ra bây giờ nhà họ Tả muốn bị diệt môn rồi. Tần Hiên đi tới xuất hiện ở trước mắt võ sĩ nước Nhật, từ trên cao nhìn xuống. Giờ đã nhớ ra cái gì chưa? Tên võ sĩ nước Nhật vẫn cắn chặt răng, không nói câu nào. Cứng miệng đấy, vậy thì hết cách rồi. Tần Hiên ra vẻ bất đắc dĩ, ngồi xổm xuống, mày nghĩ là tao chỉ có thể để muỗi mới đốt mày sao? Mày muốn thế nào? Nhìn vẻ mặt của Tần Hiên,
võ sĩ nước Nhật luống cuống. Gã ta từng chịu qua huấn luyện đặc thù, nên những tra tấn bình thường đương nhiên sẽ không làm khó được gã. Nhưng Tần Hiên không chỉ tra tấn thân thể, mà còn muốn tra tấn ý chí của gã. Anh ta cho người bê đến một cái thùng sắt, chiều rộng vừa bằng với cơ thể của gã võ sĩ. Nếu bỏ người vào, thì ngoài việc không thể ngồi thì cái gì cũng có thể làm. Tên võ sĩ nước Nhật không biết rốt cuộc là Tần Hiên muốn làm gì. Nhưng gã ta biết cái thùng này nhất định là còn đáng sợ hơn cả chiêu quét mật lúc nãy. Không, chúng mày không thể đối xử với tao như thế được, tao là người nước Nhật, tao nói cho chúng mày. Bốp! Hạ Phi chạy lên tát cho gã một phát. Nếu tao không biết mày là người nước nào thì bọn tao đem mày về đây làm gì? Còn giả vờ làm người lương thiện à? Tần Hiên cũng không để ý, cười, tao không hỏi mày nữa, giờ mày muốn nói lúc nào thì nói. Tao cũng không vội. Thời gian còn dài mà. Anh ta vẫy vẫy tay, để mấy tên lâu la nhét tên võ sĩ nước Nhật kia vào cái thùng. Sau đó lại cho người khiêng một cái dương nặng tới, vừa mở ra, ngay cả Hạ Phi cũng bị dọa sợ. Amiang. Amiang là một loại khoáng sản, thoạt nhìn thì giống tảng đá, nhưng có thể xé được bằng tay. Khi xé ra thì nó giống như sợi thủy tinh, rất nhỏ, cũng rất mềm mại. Nếu thứ này mà đâm vào thịt thì không thể gỡ ra được. Có rất nhiều người đều bị dị ứng tới mức ho không ngừng, và amiang chính là thứ gây ra. Thứ này nhỏ như sợi tơ, nếu chát vào người thì vừa đau vừa ngứa. Trời lạnh rồi, che ấm cho khách của chúng ta đi. Anh cười lạnh, cho người đổ một thùng amiang vào trong cái thùng sắt kia. Ngay lập tức, trong thùng sắt vang lên tiếng thét lớn cực kỳ thê thảm. Vừa đau vừa ngứa, tên võ sĩ nước Nhật kia căn bản không thể gãi được. Thân thể chỉ cần vừa cử động thì sẽ có càng nhiều mảnh vụn amiang đâm vào thịt. Tôi nói. Họ chỉ mới ném anh ta vào thùng chưa đến nửa tiếng, vậy mà anh ta đã mơ mơ hồ hồ, vô cùng kinh hãi. Tao còn tưởng võ sĩ nước Nhật châu bò lắm, hóa ra chỉ được có như vậy thôi. Tần Hiên mắng một câu, nói đến phương thức tra tấn người khác, thì chỉ cần nháy mắt thôi anh ta cũng có thể nghĩ ra mấy chục cách, khiến cho người ta sống không được chết cũng không xong. Tên võ sĩ nước Nhật giờ giống như một con nhím, thân thể vặn vẹo, ngứa muốn gãi nhưng lại không dám cử động. Chỉ cần động một chút thôi thì vô số sợi amiang sẽ càng đâm sâu hơn. Nghe lời sớm một chút thì có phải tốt không? Đúng là ngu ngốc mà. Trong phòng nghỉ, Giang Hải đã uống hết một nửa bình trà. Tần Hiên thẩm vấn xong, sắc mặt vô cùng khó coi. Nước Nhật và nhà họ Tả cấu kết với nhau đã lâu rồi, từ hơn 10 năm trước. Hai bên đã bí mật tiếp xúc và hợp tác với nhau. Võ sĩ nước Nhật rất thích nuôi dưỡng thế lực ở phương Đông, cũng sẽ giúp người nhà họ Tả xử lý kẻ địch. Đương nhiên nhà họ Tả cũng phải trả một cái giá xứng đáng cho họ, và cái giá này không hề rẻ ý nào cả, số tiền đó là rất lớn đó. Mà trong nháy mắt Giang Hải đã hiểu được, nước Nhật không phải là muốn nuôi dưỡng thế lực, mà là muốn đạp đổ phương Đông. Nếu như chính quyền bị chia cắt, thì nước Nhật lại có cơ hội xâm lấn phương Đông một lần nữa. Phương Đông có một điểm không tốt chính là không hề đồng lòng, luôn chia năm xẻ bảy. Bọn người nước Nhật đúng là lòng lang dạ thú. Đã nhiều như vậy năm, mà bọn người nước Nhật vẫn không hề từ bỏ ý định với Phương Đông. Hỏi anh ta xem anh ta biết được bao nhiêu. Tần Hiên nói, em hỏi qua hết rồi, anh ta chỉ mới đến Phương Đông nên cũng không biết nhiều, chỉ nói ra một địa chỉ. Địa chỉ, còn nhiều võ sĩ nước Nhật không? Giang Hải hơi nheo hai mắt, lúc này đây. Anh phải làm thế nào bây giờ? Xử lý anh ta đi, sau đó. Giang Hải lãnh đạm nói, thất hồn, đi cùng với họ, tới chỗ đó xem sao. Đám chó lợn ý, tội phạm thì không cần để lại. Sắc mặt Giang Hải u ám, lời nói giống như tuyên án. Tên võ sĩ nước Nhật này cũng không thể ngờ được, anh ta vừa tới phương Đông, được cậu chủ nhà họ Tả giới thiệu cho một gái xinh đẹp, nhưng đáng tiếc đồ chưa tới được tay thì bản thân đã gặp họa. Mà... lần bị bắt đi này đã trở thành lần sống cuối cùng của hắn. Chỗ giao giữa tỉnh Hải Đông và tỉnh Thanh Thiền là một cái thị trấn nhỏ, mặc dù bây giờ mới là nửa đêm rạng sáng, nhưng có một quán nướng đã đông đúc ồn ào. Bởi vì vị trí gần đường giao thông quan trọng nên trong quán ăn khua này, hầu hết mọi người đều là lái xe. Quán ăn nhìn bề ngoài thì có vẻ bẩn nhưng cũng không khiến thực khách chê bai. Đằng sau quán ăn này có một cái phòng cũ, ở sau nữa thì là một khu vườn trái cây. Cạnh vườn trái cây có một người đang cầm quạt hương bồ, anh ta lấy ra một điếu thuốc, trên mặt đầy vẻ tang thương, hơn nữa còn lộ ra cả tia sát ý.
Trên mặt anh ta còn đặc biệt có một vết sẹo rất dài, giống như một con rết rất sống động, khi anh ta nhếch miệng cười, vết sẹo khẽ động, trông cực kỳ dữ tợn. Chương 307. Mà, ông già ở bên cạnh lại dựa sát vào một cô gái trẻ dáng người thướt tha, rất xinh đẹp. Cuối đường có ánh đèn xe chiếu tới, xuyên qua tán cây để lại những vệt loang lổ. Bốn chiếc xe cùng đỗ trước cửa của quán nướng đó. Ông già nhìn qua tấm kính thủy tinh, đánh giá từng người đang xuống xe. Lão Quảng, sao vậy, mấy người này có vấn đề gì à? Ông già được gọi là Lão Quảng đó ôm chặt eo nhỏ của cô gái trẻ kia. Đương nhiên là không bình thường rồi, tất cả bọn họ đều là võ giả. Vậy chúng ta có cần tới đó xem sao không? Lão Quảng cười nham hiểm, kéo cô gái kia vào trong lòng, tiểu yêu tinh, em có muốn đi quyến rũ đàn ông không? Đáng ghét, em chỉ muốn quyến rũ anh thôi. Cô gái nói ra câu đó, cả người đều mềm nhũn, rồi vẽ vòng tròn trên ngực Lão Quảng, ông già háo sắc, chẳng lẽ, anh muốn làm ở đây? Thôi, không cần cởi, chỉ cần kéo váy lên là được rồi. Thất hồn tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, không chớp mắt nhìn quanh, rồi lại ngay lập tức nhắm mắt nghỉ ngơi. Bọn Hạ Phi biết thất hồn kiêu ngạo, lãnh đạm, nên cũng không để ý tới anh, mà chỉ nhận lấy sự tiếp đãi của ông chủ và gọi món ăn. Cái bàn rất nhỏ, bởi vì là ven đường, nên cũng khá bụi bặm, họ từ trên xe xuống ngồi đầy bốn bàn. Ông chủ, nướng cho 10 quả thận đi. Chỉ vậy thôi sao, ông chủ là người trung niên, bộ dạng lấm la lấm lét, lúc Hạ Phi gọi món thì ông ta để ý đến chiếc vali đặt bên cạnh anh ta. Loảng xoảng, bên kia có một kẻ, không cẩn thận, đá vào chiếc vali làm nó ngã lăn ra. Có tiếng rầm phát ra như tiếng va đập của cái gì đó. Mày mù à, làm vỡ đồ của tao mày có đền được không? Hạ Phi mắng một câu, ngay lập tức mở hé vali ra để kiểm tra, rồi yên tâm thở phào, rồi lại liếc mắt lườm tên kia. Còn lóng nga lóng ngóng nữa thì ông sẽ lột da mày. Tất cả những chuyện này đều đã bị ông chủ quán chú ý đến, lúc chiếc vali kia được hé ra, ông ta đã nhanh mắt thấy được cái gì đó sáng vàng rực rỡ. Lúc gọi đồ ăn xong ông chủ cười nói, quý khách chờ một lát, đồ ăn sẽ lập tức được mang ra ạ. Ông chủ chậm chậm chạy vào căn phòng phía sau, nháy mắt đã đi qua căn phòng phía sau chạy về phía vườn trái cây. Lúc này, cô gái và ông già ở vườn trái cây đã mây mưa xong, da rẻ trắng muốt của cô gái lộ ra ngoài không khí, váy áo không chỉnh tề. Anh Quảng, xong rồi à? Ông già cụp mắt liếc nhìn cô gái trẻ. Vợ à, có vẻ lần này, em phải ra tay rồi. Cô gái trẻ khinh thường nhìn ông già, hất tay ông ta ra. Cút, cút, cút. Ông chủ tức giận quay người đi, ông ta không thể chịu được mà nhìn hai cái người dâm đãng này. Lúc này, Lão Quảng đột nhiên hỏi, nhiều không? Một vali vàng. Nhiều như vậy sao? Tiếng thở dốc của Lão Quảng dần trở nên ồ ồ, lão ta bắt đầu cười một cách âm hiểm. Hàng này, tao nhận, mang đồ ăn lên cho bọn chúng. Ông ta liếc nhìn cô gái trẻ, liếm liếm đôi môi khô khốc của mình, xoay người chuẩn bị đi. Cô gái trẻ kia lại làm nũng, anh Quảng, lần cướp hàng này liệu có thể xảy ra chuyện không? Thôi mà, cái tay, đừng có mà sờ mó linh tinh. Đợi tới lúc, mấy tên đó đã hôn mê, thì chỉ còn là mấy con chó chết thôi. Lão Quảng mệt mỏi thở hổn hển, trầm giọng. Mà cô gái trẻ kia lại như cây cỏ vừa được tưới nước từ Lão Quảng, nên càng tỏa ra vẻ mê người. Không bao lâu sau, đám lái xe hò hét ồn ào cũng rời đi. Vốn quán nướng đang ồn ào lại trở nên vắng vẻ. Loại quán ăn ven đường chính là như vậy, công việc kinh doanh đều phải nhờ ý trời. Quý khách, thịt nướng của các anh đây ạ. Cô gái trẻ uốn éo vòng eo nổi bật của mình, đặt khay thịt lên bàn, đôi mắt cô ta quyến rũ nhìn trộm Hạ Phi. Ôi, còn trẻ như vậy mà đã đi làm kiếm tiền rồi sao? Không biết, một đêm bao nhiêu tiền nhỉ? Bên cạnh Hạ Phi là một thanh niên cà lơ phất phơ liếc nhìn cô gái trẻ điện nước đầy đủ nên mới trêu chọc. Quý khách, quán của chúng tôi làm ăn đàng hoàng, anh nghĩ gì vậy chứ? Để chồng tôi nghe được anh ấy sẽ đánh gãy chân anh đấy. Giọng nói cô ta nũng nịu, cười mắng, nhưng ánh mắt lại vô cùng quyến rũ. Cô em à, anh cũng có bảo cô là kinh doanh da thịt đâu mà chưa gì cô đã tức giận rồi. Một tên khác cười xấu xa, mày cẩn thận, bà chủ đang đòi đánh gãy cái chân thứ ba của mày đây. Ha ha, mấy người cười vang. Hạ Phi liếm môi nói, cái chân thứ ba của anh đây đánh không gãy được, chỉ có thể bị cắn đứt. Ha ha, không khí trong quán rất vui vẻ, nhưng, sắc mặt của thất hồn vẫn rất bình tĩnh,
thậm chí là hơi âm trầm. Chồng cô, là chủ quán sao? Thất Hồn đưa mắt nhìn về phía bếp nướng, chỗ đó có một ông chủ trung niên và một người thanh niên đang loay hoay trong bếp. Chồng tôi còn khỏe mạnh hơn cả mấy anh đấy, hứ. Thất Hồn không nói gì, hờ hững nhìn thịt nướng ở trên bàn. Số thịt đó vẫn còn để ở trên bàn, chẳng ai động đến, đám người Hạ Phi đi vào quán ăn này là muốn trêu chọc bà chủ, chứ cũng chẳng phải là vì thịt nướng. Đây là thịt gì? Hạ Phi hỏi. Anh muốn ăn thịt gì? Tôi muốn ăn thịt cô. Hạ Phi cười xấu xa, từ từ đứng lên, vươn tay ra nâng cằm của cô gái trẻ. Da cô ta nõn nà, trắng lóa mắt, một quán ăn lề đường mà lại có một cô gái đẹp như vậy, cũng có thể được coi là quán nướng Tây Thi. Nhưng đồng tử của Hạ Phi lại hơi co lại, có một chút châm biếm. Cho nên cô gái này chắc chắn cũng không đơn giản. Muốn biết tuổi tác và độ lão hóa của một cô gái thì chỉ cần nhìn vào cổ, bởi vì mọi người hay coi thường việc chăm sóc phần da cổ của mình dù là nam hay nữ. Làn da trên cổ của cô gái trẻ này rất nhão và còn có nếp nhăn. Tuy nhìn cô ta có gương mặt búp bê, nhưng thật ra cô ta cũng phải tầm 45 tuổi rồi. Trong lòng anh ta cảm thấy thật ghê tởm. Cô ta đã uống chất bảo quản để sống sao? Nhưng nếu cô ta đã muốn diễn kịch, thì Hạ Phi cũng sẽ diễn với cô ta. Hạ Phi nắm lấy tay cô gái trẻ đó, kéo cô ta ngồi xuống. Ngồi ăn cùng anh nào. Ấy ấy, quý khách, tôi không thể làm như vậy được, các anh cứ ăn với nhau đi. Cô ta cười quyến rũ, muốn đẩy Hạ Phi ra. Nhưng nụ cười trên mặt Hạ Phi dần cứng lại, đưa tay ra giữ chặt lấy yết hầu của cô ta, giọng nói lạnh như băng. Tao bảo ăn thì mày ăn đi, đừng có không biết điều. Sắc mặt cô gái trẻ bắt đầu thay đổi, cười một cách miễn cưỡng, thuận thế ngồi xuống bên cạnh Hạ Phi. Lúc này, ông chủ quán bê đến một đĩa thịt nướng khác, xoay người, quát lớn, sao dám ngồi ở đây, nhanh vào trong giúp tay đi. Vâng. Cô gái trẻ bối rối đứng dậy, nhưng tay của Hạ Phi lại túm chặt váy của cô ta. Ui chao, váy của cô em cũng mát mẻ qua nha, không biết bên trong có cảnh xuân gì ha, hay là cho mấy anh em tôi xem một tí. Ha ha. Quý khách, anh có ý gì chứ? Ông chủ giận tái mặt. Cô ấy là con gái hay vợ ông vậy? Hạ Phi lạnh giọng hỏi. Là vợ tôi. Cho tôi mượn dùng được không? Lời này của anh ta đúng là rất vô sỉ. Đứng trước mặt chồng người ta mà lại trêu chọc vợ người ta, thì làm gì có người đàn ông nào chịu được. Đương nhiên ông chồng sẽ liều mạng rồi. Nhưng ông chủ quán chỉ tức giận thôi, mà không hề có ý định ra tay. Giống như ông ta đã bị Hạ Phi dọa cho sợ cứng người. Quý khách, cô gái trẻ đỏ mặt nũng nịu nói, các anh cứ ăn trước đi, đợi tới khi các anh ăn no rồi, chúng ta lại nói chuyện được không? Nói xong, cô ta còn nháy mắt mấy cái với Hạ Phi. Đôi mắt nhỏ nhắn kia như biết câu hồn vậy. Hạ Phi thờ ơ, tiện tay gắp hai miếng thịt. Ăn đi. Nếu như cô ăn, rồi uống với anh em tôi mấy chén, thì tôi sẽ để cô đi làm việc, được không? Nhìn miếng thịt đang được đưa đến miệng mình, cô gái có vẻ bối rối. Anh sao ta có thể không biết trong thịt này đã tẩm thuốc mê, chỉ cần bọn Hạ Phi ăn một miếng thôi thì sẽ ngay lập tức hôn mê. Hạ Phi bắt cô ta ăn, nếu cô ta không ăn thì chuyện chắc chắn là không thành. Hạ Phi rất hống hách chẳng coi cái quán nhỏ này ra gì. Thứ quan trọng nhất là cái vali thì không bị ảnh hưởng gì. Nếu như cô ta ăn thì cô chết chắc rồi, loại thuốc mê này hiệu quả rất nhanh, chỉ ăn một miếng thôi thì sẽ ngủ cả ngày, nếu như bị Hạ Phi ép ăn mấy miếng, thì cô ta sẽ bị trúng độc chết mất. Sao vậy, tôi mời cô ăn mà cô không nể mặt sao? Có vẻ cô muốn, được mấy anh em của tôi đánh nhỉ. Ăn đi. Anh ta tóm chặt lấy cằm cô gái trẻ bắt cô ta phải há miệng ra. Anh ta cứng rắn nhét mấy miếng thịt vào miệng cô gái trẻ. Hạ Phi buông tay ra, cô gái trẻ ngay lập tức ngồi xổm xuống đất bắt đầu nôn mửa. Anh kia, chúng ta đều là người trong giang hồ, sao phải làm khó nhau thế? Cửa mở ra, lão Quảng chậm rãi đi ra, hai mắt hơi nheo lại, mắt lóe lên tia nguy hiểm. Lúc này Thất Hồn từ đầu đến giờ vẫn không nói chuyện đã chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm lão Quảng. Hạ Phi cười xấu xa. Mặt mũi của mày đáng giá à? Chẳng lẽ da mặt càng dày thì càng đáng giá à? Lão Quảng cũng không tức giận, từng bước đi tới, sau đó lại ngồi trước mặt Thất Hồn. Cậu đây nhìn có vẻ không phải là người đơn giản. Thất Hồn hừ nhẹ nói, làm nhanh lên, xong rồi đi. Hạ Phi lật tay túm lấy tóc ở gáy của cô gái trẻ. Phong thủy chỗ này cũng được đấy, hay cô cứ ở đây mãi mãi đi.
Vừa dứt lời, Hạ Phi đã túm lấy áo cô ta, xé rách, sau đó cảm khái. Ngực cũng to đấy. Xem ra mấy người nhất định muốn gây sự ở chỗ của tôi. Hạ Phi vẫn mỉm cười, tao cũng có nói tao tới không phải là để làm loạn đâu. Sắc mặt của lão quảng đen xì, nhưng sau đó lại bật cười. Đã lâu rồi tôi mới gặp người trẻ tuổi nào mà kiêu ngạo như vậy. Với tính khí này thì các cậu sẽ phải trả cái giá lớn đấy. Tuổi trẻ kiêu ngạo, Hạ Phi giả vờ cười, không kiêu ngạo thì sao còn là tuổi trẻ nữa. Bây giờ ông thử kiêu ngạo cho tôi xem. Anh em đâu, lên. Vẫy tay một cái, mấy người đằng sau liến đi lên. Siêu, siêu. Cổ tay lão quảng rung lên, đột nhiên xuất hiện mấy cái kim châm, bắn ra. Mọi người ngay lập tức tránh đi, Hạ Phi kéo cô gái trẻ kia làm bia đỡ đạn. Chỉ có Thất Hồn là thờ ơ, nhặt một chiếc đũa lên, bụp, một tiếng giòn giã vang lên, kim châm suýt nữa thì xuyên qua. Cao thủ, là cao thủ. Hạ Phi khàn giọng hét lên một tiếng, mọi người ngay lập tức cảnh giác kỹ. Hai chữ ấy cũng cùng lúc xuất hiện ở trong lòng lão quảng. Người ngồi ở ghế kia, một câu cũng chưa nói nhưng lại có thể đỡ kim châm chỉ với một chiếc đũa. Cao thủ rất mạnh. Chương 308. Mấy người Nhật kia đâu? Giọng Thất Hồn lạnh như băng, ánh mắt, làm cho người ta cảm thấy lạnh đến tận xương tủy. Nghe vậy, cả người cô gái trẻ đang bị Hạ Phi khống chế run cả lên, sắc mặt tái nhợt. Họ và lão quảng nhìn chằm chằm nhau, trong ánh mắt dần hiện ra vẻ kinh ngạc. Tuy rằng bọn họ nhìn ra được đám người Hạ Phi là cố tình tìm tới đây, nhưng dù có nghĩ như thế nào họ cũng không dám nghĩ tới lý do họ tìm đến đây là vì võ sĩ Nhật. Chuyện này chắc chắn không ổn rồi. Chúng tôi cũng không biết người Nhật gì. Lão quảng chậm chậm lui về phía sau hai bước, ông ta dùng ánh mắt sáng sáng quắc của mình nhìn xung quanh để tìm đường lui tốt nhất. Lão quảng đã nhìn ra được tuy Hạ Phi là người đi đầu nhưng Thất Hồn mới chính là người lợi hại nhất, và cũng là người khiến ông ta sợ nhất. Anh ta nhất định là cao thủ. Thanh Thiền thật sự không phải là nơi đơn giản, nhưng sao lại có thể xuất hiện nhiều cổ võ giả như vậy? Muốn chết? Hạ Phi hừ lạnh, giọng nói không hề đáng sợ, thậm chí còn không hề che giấu sự vui vẻ trong đó. Anh ta thật sự chưa bao giờ gặp được cao thủ như lão quảng, tìm được một cao thủ như vậy để thử quyền, nhân tiện trong khoảng thời gian này cố hết sức tập luyện để có được thành quả thì quá tốt. Anh ta nắm chặt nắm đấm, cả người hưng phấn như cắn thuốc, vứt cô gái trẻ trong tay đi. Rồi nhắm về phía lão quảng. Lão quảng cười lạnh như băng, nếu Thất Hồn ra tay, ông ta nhất định sẽ chọn cách trốn đi thật xa. Nhưng nếu người tới là Hạ Phi, thì ông ta cũng không cần trốn. Hai người đồng thời ra tay, nên bốn tay đều đánh. Bịch bịch bịch, bốn tay đập vào nhau phát ra những âm thanh trầm đục. Hạ Phi bị trúng đòn liên tiếp, lui về phía sau, nắm đấm đau nhức, toàn bộ cánh tay đều tê dần. Ông ta thật sự là cao thủ. Mà, lão quảng lại chưa phải di chuyển một bước nào. Hạ Phi, đừng manh động. Giọng Thất Hồn lạnh nhạt, đúng lúc vang lên. Vẻ mặt của Hạ Phi cứng lại, vuốt ve cánh tay, cổ tay. Kết hợp tấn công. Trừ người đang tóm chặt cô gái trẻ kia thì tất cả những người còn lại ngay lập tức chia làm bốn nhóm. Hai nhóm trực tiếp chặn đầu lão quảng và chủ quán, hai nhóm khác thì chặn đường lui của bọn họ. Ông già kia, ngoan ngoãn đầu hàng đi, đỡ phải chịu khổ. Hạ Phi cười dữ tợn. Giang Hải đã từng nói tất cả những kẻ cấu kết với võ sĩ Nhật, thì đều đáng chết. Những kẻ đó đã không còn coi tổ tiên nguồn gốc ra gì, lại còn tiếp tay cho người Nhật tiến vào phương Đông. Hạ Phi cũng rất hận những kẻ này. Mối thù của Nhật với phương Đông là huyết hải thâm thù được truyền từ đời này sang đời khác. Giữ lại mạng chó của bọn họ. Không chỉ đông người mà mấy người họ còn phối hợp lại, kết hợp tấn công. Khiến cho bọn lão quảng không tìm ra được sơ hở. Lúc đánh nhau lão quảng phát hiện ra không ổn. Lão ta không phá được trận của mấy người Hạ Phi. Mà điều quan trọng là vẻ mặt lạnh lùng của Thất Hồn, hơn nữa anh ta vẫn còn chưa ra tay. Rút! Lão quảng hét lên, kéo thắt lưng của chủ quán kéo đi. Không, vợ tôi! Ông chủ nhìn cô gái trẻ kia, trong ánh mắt cô ta lộ ra sự tuyệt vọng trước khi chết, khiến ông ta không nỡ bỏ đi. Dù có phải chết ông ta cũng không muốn chết cùng một chỗ với cô ta. Vốn dĩ, chủ quán cho thể mượn tay lão quảng để đột phá vòng vây. Nhưng, ông ta lại không làm, mà nhanh như chớp chạy về phía cô gái trẻ kia. Lão quảng giận dữ hừ lạnh một tiếng. Lão ta vốn cũng không muốn cứu chủ quán,
mà muốn dùng ông ta làm mồi nhử để mình có thể dễ dàng trốn thoát. Ánh mắt mọi người đều nhìn chủ quán, nên đây chính là cơ hội tốt nhất của lão Quảng. Ông ta thế mà lại không chạy ra ngoài lại còn xông vào trong phòng. Mục đích của ông ta là chạy ra vườn trái cây. Chỉ cần ông ta chạy được vào vườn trái cây, thì bọn người Hạ Phi sẽ không bắt được ông ta, chỗ ấy rất khó đi, khó tìm kiếm. Nhưng đúng lúc lão Quảng chỉ còn cách cửa phòng 2,3 mét nữa thôi thì ông ta mới giật mình phát hiện ra. Thân hình cao ngất của thất hồn, đang đứng chắn ở trước cửa. Ánh mắt anh lạnh như băng, giống như đang nhìn một con kiến. Mày muốn liều mạng, vậy cùng chết đi. Lão Quảng hét lên, vung tay lên, ném ra một nắm bột trắng. Thất hồn không ngờ tới đối phương sẽ ra chiêu này, anh lo bột trắng có độc, nên đã tránh sang một bên. Lão Quảng nhân lúc này mà phá cửa ra ngoài. Cuối cùng mặt của thất hồn cũng cứng lại. Ông lão này đối mặt với sự sống và cái chết mà vẫn còn che giấu thực lực. Ông ta mà dùng tốc độ này để đánh với Hạ Phi thì anh ta chết chắc rồi. Nhưng lão Quảng lại không sử dụng, nên đã lừa được thất hồn. Bột đó tan đi, mọi người đã biết nó là bột ớt. Biết mình bị lừa, thất hồn cũng không đuổi theo, mà xoay người nhìn về phía chủ quán và cô gái trẻ kia. Bắt được bọn chúng rồi thì còn sợ mấy tên người Nhật kia trốn được sao? Lúc này, họ cũng bắt được chủ quán. Hạ Phi không chần chờ tát cho ông ta mấy phát. Mấy tên người Nhật kia ở đâu? Chủ quán xanh mặt, ngơ ngác nhìn cô gái trẻ. Tình cảm của ông ta, vô cùng hèn mọn, ngay cả khi cô gái trẻ kia chưa bao giờ thèm liếc nhìn ông ta, thậm chí còn ghê tởm ông ta. Nhưng, ông ta vẫn không mảy may để ý, hết mình vì cô ta. Không nói à, Hạ Phi lấy ra một con dao. Giết con mụ kia trước, giọng thất hồn nhẹ nhàng vang lên như đang bảo giết một con kiến. Đừng! Tên chủ quán nóng nảy, mặc dù mạng của mình cũng khó giữ, nhưng ông ta không thể trơ mắt nhìn cô gái kia bị tổn thương. Tên mọi rợ chết tiệt, ông câm miệng. Cô gái trẻ kia gầm lên, nói ra, chỉ chết nhanh hơn thôi. Hạ Phi đã hiểu, cười lớn, con dao đặt sát trên yết hầu cô ta, từ từ cứa, trên cái cổ trắng ngần của cô ta nhỏ ra những giọt máu tươi. Đừng, đừng. Tên chủ quán nói năng lộn xộn, hoảng sợ. Hạ Phi cúi xuống, nhếch miệng cười, tao sẽ không giết mày, sẽ để mày thoải mái. Mày đã nghe qua hình phạt lăng trì chưa? À, đúng rồi. Còn có, tao nghe nói có một loại lửa gỗ, dùng để trị mấy cả đàn bà lẳng lơ đó, cho cô ta ngồi lên, sau đó cứ để cô ta trần như nhộng mà diễm khắp phố phường. Mày thích cái nào? Giọng nói của Hạ Phi rất nhẹ, nhưng giống như tiếng yêu ma từ địa ngục truyền đến. Sắc mặt của cô gái trẻ kia tái nhợt. Bên kia, chủ quán lại rất kích động, ra sức giãy giụa, muốn tới gần cô gái trẻ. Chúng mày chỉ có 2 phút để suy nghĩ. Ánh mắt thất hồn lạnh lùng. Nhẹ nhàng nhả ra một câu. Thất hồn không phải là người hay nói đùa. Nếu bây giờ đuổi theo có lẽ còn có thể đuổi theo lão Quảng, nhưng nếu tiếp tục kéo dài, thì rất có thể mấy võ sĩ Nhật cũng đã chạy mất. Tôi nói. Cuối cùng chủ quán cũng không nhịn được. Mà cô gái kia cũng không dám phản đối, bọn người Hạ Phi đúng là thật sự dám giết người đó. Cô ta không sợ chết mà là sợ bị tra tấn. Cách vườn trái cây 2,3 km là một trang viên cũ. Bọn võ sĩ Nhật chính là trốn ở chỗ này. Bọn họ đang đợi, đợi lệnh của cấp trên, đợi thời cơ để ra tay. Võ sĩ Nhật luôn rất cao ngạo nên chưa từng nghĩ tới, bọn chúng không kịp nhằm vào người khác, thì thần chết đã tìm tới chúng. Lão Quảng lảo đảo chạy vào trang viên, bảo võ sĩ Nhật lập tức rời đi. Nhưng tên cầm đầu võ sĩ Nhật lại khinh thường. Bọn lợn phương đông các người thì có thể mạnh tới mức nào chứ? Gặp võ sĩ Nhật như chúng tao thì đều phải sợ tè ra quần. Người phương Đông đều là những tên ốm đau bệnh tật. Mặt lão Quảng biến sắc, ngay cả lão ta, cũng chịu không nổi nỗi nhục này. Đừng nói là thất hồn đích thân ra tay, cho dù là đám người Hạ Phi ra tay thì đám Nhật này cũng không phải là đối thủ của họ. Chiêu kết hợp tấn công của họ rất lợi hại, ngay cả lão Quảng cũng không phá được, bọn người Nhật này quá tự phụ rồi. Người phương Đông, không phải ai cũng yếu ớt. Người Nhật các người cũng đừng quá tự phụ. Lão Quảng hừ lạnh, bọn họ sẽ tìm tới đây nhanh thôi, mấy người không đi thì chỉ có chết. Mày nói cái gì? Một tên võ sĩ Nhật lớn tiếng quát, anh ta tiến lên từng bước một, tóm lấy cổ áo của lão Quảng, tao thấy mày già nên mới không thèm chấp, nhưng nếu mày dám sỉ nhục người Nhật, thì tao sẽ... Dầm! Một tiếng động lớn vang lên, cánh cửa sắt đang đóng chặt bị lõm vào.
đám người Hạ Phi đã đuổi theo đến đây. Mà cô gái trẻ kia với tên chủ quán đã được Hạ Phi thành toàn cho, cũng được coi là đồng sinh cộng tử. Đối với những tên bán nước thì bọn họ nhất định sẽ không nương tay. Sau khi âm thanh đinh tai nhức óc kia vang lên, thì lại có một âm thanh khác vang lên. Sắc mặt lão Quảng trắng bệch. Mấy tên võ sĩ Nhật này đúng là muốn chết. Không biết ai đã cho họ tự tin để ngông cuồng như vậy, chẳng nhẽ họ không biết núi cao còn có núi cao hơn à? Bọn họ muốn chết, lão Quảng cũng không muốn cùng chết với bọn họ. Đập ầm ầm như vậy làm cho mấy cái khóa bị bật ra. Chúng mày muốn tìm chết, tao không ngăn cản chúng mày. Dù sao tao cũng đã báo với chúng mày rồi, còn lại là chuyện của chúng mày. Nói xong lão Quảng quan sát một chút, trèo tường chạy đi. Đúng là một con chuột sợ chết, ha ha. Mấy tên võ sĩ Nhật cười vang. Tao là võ sĩ Nhật, có huyết thống cao nhất, được kế thừa ý chí của thần, mấy võ giả phương Đông chẳng khác gì mấy con chuột bệnh cả. Ở bên ngoài trang viên có một bóng đen lướt qua. Một người muốn đuổi theo, thất hồn đã lắc đầu ngăn cản. Người chạy chính là ông lão đó. Hạ Phi khiếp sợ nhìn thất hồn. Ngoài Giang Hải ra thì thất hồn chính là người mà bọn họ thần tượng nhất, vì võ công cao nhưng không ngờ thị giác cũng tinh tường như vậy. Trong đêm tối đen mà chỉ lần liếc qua một cái, thất hồn cũng có thể biết được là ai. Bên ngoài trang viên được xây tường bao kín quanh. Hạ Phi tiến lên vài bước rồi đá lên cửa. Cửa sắt rất nặng đổ ầm xuống đất, tạo ra chấn động. Trong trang viên đang có mười mấy võ sĩ Nhật. Bên hông mỗi người đều dắt hai cây đao dài, trên mặt nở nụ cười dữ tợn. Láo toét, mấy con lợn phương Đông chúng mày lại dám xông vào nơi này. Đúng là chán sống mà. Nơi này là phương Đông chứ không phải là đảo hoang của chúng mày. Thất hồn chậm rãi đi đến, ánh mắt lạnh lùng đánh giá mấy tên võ sĩ đó. Không cần nói chuyện với súc sinh, thất hồn đứng ở bên cạnh. Muốn giết mấy tên này chỉ cần một mình thất hồn là đủ rồi. Bởi vì bọn chúng miễn cưỡng mới được coi là võ sĩ. Nhưng loại võ sĩ dạng thấp này lại vô cùng tự tin. Kiêu ngạo chính là liều thuốc độc, có thể đẩy con người ta xuống đáy vực. Hạ Phi tiến lên, chậm rãi, rút ra một cây đao. Đao thời nhà Đường. Những người còn lại đều tự chia thành nhóm, rút vũ khí ra. Hôm nay, tao sẽ cho chúng mày biết, ai mới là tổ tông. Đao trong tay võ sĩ Nhật là loại đao được cải biến từ đao của nhà Đường. Nhưng dù có cải biến thế nào, thì tổ tiên của cây đao đó cũng là đao của nhà Đường. Chương 309. Trận chiến đang trên đà nổ ra. Trong tích tắc, hai bên đều trở nên khát máu và hung bạo. Bọn người Hạ Phi phân ra bốn người một tổ, hình thành nên bốn cánh riêng biệt. Không chỉ vậy, giữa các cánh này còn có sự phối hợp với nhau. Toàn bộ sức chiến đấu của đòn tổng lực phút chốc đã bộc phát ra hết. Tất cả đao kiếm đều rút ra một cách điên cuồng. Thậm chí, đã từ bỏ phòng thủ, phải dựa vào sức tấn công như vũ bão mới có thể hoàn toàn đè bẹp những võ sĩ Nhật này. Những võ sĩ Nhật này, tuy chỉ là những võ sĩ cấp thấp nhất, nhưng cho tới nay cũng đã là đội hình mạnh nhất mà Hạ Phi từng chạm trán. Một khi vào chiến đấu, biểu hiện kiêu ngạo của đám võ sĩ Nhật bỗng biến mất. Đến lúc này, bọn họ mới phát hiện rằng, những tên nhóc phương Đông mà bọn họ luôn coi thường này, lại có sức chiến đấu mạnh mẽ như thế nào. Ban đầu, các võ sĩ Nhật còn phản công lại tốt một chút, nhưng sau vài hiệp, sự kinh hãi trong mắt họ càng trở nên dữ dội hơn. Thậm chí, không ít người đã tỏ rõ thần sắc sợ hãi. Không ai có thể sánh độ sâu về đao pháp với những võ sĩ người Nhật. Nhưng khi đối diện với những người của Hạ Phi, bọn họ cảm thấy, mỗi lưỡi đao, mỗi chiêu thức đều như thể đánh trên những bông hoa làm bằng bông vậy. Mà, đao của Hạ Phi và những người còn lại, những nhát dao ngày một mạnh lên, khiến cho bọn họ không thể không toàn lực phòng thủ. Áp chế đến từ huyết thống. Đối với đao pháp, phương Đông có những ưu thế nhất định. Suy cho cùng, dù bọn họ có thừa nhận hay không thì đao pháp của bọn họ cũng kế thừa từ phương Đông. Mèo dạy hổ, còn phải giữ lại một tay, tinh hoa chân chính trong đao, há nào họ có thể bỏ sót. Sắc mặt của võ sĩ Nhật dẫn đầu đã trở nên vô cùng khó coi. Anh ta hối hận. Hối hận vì đã không nghe lời lão Quảng. Ly biết đám người Hạ Phi tìm đến, đã không lập tức tản ra. Anh ta hối hận vì mình đã ngạo mạn như vậy. Không được, nhất định không được. Trong sâu thẳm nội tâm các võ sĩ Nhật đang gầm rú. Nếu cứ tiếp tục thế này, thì kẻ chết chỉ có thể là bọn họ. Võ sĩ dẫn đầu đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn bọn Hạ Phi.
Càng chiến đấu càng mạnh, anh ta không khỏi kinh ngạc khi chứng kiến sát khí quái dị trong mắt bọn họ ngày càng trở nên mạnh hơn. Những chàng trai này hoàn toàn từ bỏ phòng thủ. Lẽ nào, bọn họ không sợ chết sao? Trong lòng võ sĩ người Nhật, mỗi người ở phương Đông đều sợ chết. Để được sống, bọn họ sẵn sàng quỳ gối. Để được sống, thậm chí bọn họ có thể hiến tế mọi thứ, bất kể là của cải hay phụ nữ. Chạy trốn. Trong lòng anh ta, sớm đã nảy ra ý tưởng này rồi. Anh ta hét lên một tiếng, vung lên một đao, cả con người như thể không cần mạng nữa vậy. Loạng choạng một bước, hạ đao, chém thẳng về phía Hạ Phi. Một chiêu bất ngờ xuất ra khi người ta không đề phòng. Hạ Phi chỉ cảm thấy lồng ngực mình như bị tảng đá lớn đâm thủng, khí huyết bỗng cuồn cuộn chảy. Trong khoang ngực vang lên tiếng gầm rú, trong đầu chấn động không thôi. Tinh thần bỗng chốc cảm thấy hốt hoảng. Nhưng theo bản năng, Hạ Phi cũng đã vung ra một đao. Võ sĩ Nhật không thể ngờ rằng, dù nhận một đòn nặng như vậy mà Hạ Phi vẫn có thể tung ra đao này. Phù! Máu tươi, giống như suối phun. Một bên, với một cú đá, võ sĩ Nhật bay ra bên ngoài. Khốn nạn! Võ sĩ Nhật nổi giận, trở nên điên loạn. Có vài người, từ bỏ phòng thủ, lựa chọn liều mạng. Nếu không liều mạng, bọn họ sẽ phải chết ở đây rồi. Bùm! Ngoặc kép, đột phá một chút, những người khác lập tức tản ra. Chỉ mất chưa đầy một phút đã bị quật ngã, trên người mỗi người đều có vài vết dao đâm. Các người, rốt cuộc là ai? Võ sĩ Nhật dẫn đầu, nói tiếng Trung một cách bập bẹ. Anh ta không cam tâm, phương Đông từ khi nào nổi lên nhiều cao thủ như vậy? Trước khi đến đây, có một cuộc điều tra đã diễn ra, tất cả các cao thủ ở tỉnh Thanh Thiền đều đã bị điều tra qua. Trong số những người này, đều không có những người đang đứng trước mặt họ. Ông tổ của chúng mày. Hạ Phi ôm ngực, cố gắng giữ cho máu không đổ thêm xuống, khuôn mặt tỏ vẻ đau đớn, nhợt nhạt. Bọn tao chính là ông tổ của bọn mày đấy. Một người khác gằn giọng. Trước đây, vì tìm kiếm tiên dược, hàng trăm đồng nam, đồng nữ đã rời đi. Con cháu của bọn họ, chưa bao giờ thừa nhận dòng máu của mình đến từ phương Đông. Nhưng, sự thật vẫn là sự thật. Nước Nhật chính là chủng tộc tạp giao mà thành, một chủng tộc đạo đức giả và đáng khinh bỉ. Nghe nói, tinh thần của các ngươi là nếu đánh được thì sẽ đánh, không đánh lại được thì mổ bụng, không biết như vậy có đúng không? Hạ Phi loạng choạng một bước, cười nhạt chế nhạo. Mổ bụng? Đó chỉ là truyền thuyết, hiện tượng cá biệt mà thôi. Lẽ nào, phương Đông lại không có khí phách như vậy? Nhóm người Hạ Phi lặng lẽ quan sát, giơ tay, ra hiệu cho võ sĩ người Nhật có thể bắt đầu rồi. Các người muốn gì? Hả, Hạ Phi nghĩ rằng mình nghe nhầm chăng? Võ sĩ Nhật Bản này, có phải ngốc không? Bọn họ đến, ngoài muốn mạng ra thì còn muốn gì nữa? Chúng tôi có tiền, chỉ cần buông tha cho chúng tôi. Đây chính là đang bắt đầu xin tha rồi. Võ sĩ Nhật kia khó khăn rút ra một tấm thẻ. Trong này có 100 triệu, có thể mua nổi mạng của mấy người chúng tôi không? Hạ Phi đưa mắt nhìn thất hồn. Mặt thất hồn không có chút biểu cảm. Không chút động lòng. Liếm liếm khóe miệng, Hạ Phi để lộ ánh mắt nham hiểm. Đằng nào cũng đã đến Thanh Thiền một chuyến, kiếm được thứ gì đó, còn hơn là trắng tay. Mày nghĩ là tao chưa từng thấy tiền sao? Hạ Phi hắng giọng, nhìn lướt qua đám người. Anh ta muốn biết, những người này có thể nộp ra được bao nhiêu tiền. Tìm tòi một lát, võ sĩ người Nhật lại lấy ra thêm một tấm thẻ. Nhiều đây, có thể mua mạng sống của bọn tôi không? Biểu cảm của Hạ Phi thay đổi, một chân bước tới, đá vào võ sĩ người Nhật khiến anh ta ngã chổng vó lên trời. Mày nghĩ tao là ăn mày à? Cho ăn xin đấy à? Cho bao nhiêu lấy bấy nhiêu à? Tao không kiên nhẫn đến thế đâu. Vẻ mặt ủ rũ, võ sĩ Nhật giao nộp tất cả những vật dụng có giá trị, suýt chút nữa cởi cả quần ra mà nói cái này cũng là thương hiệu có tiếng. Thẻ được thử từng tấm một, chuyển khoản bằng mật mã. Không bao lâu sau, tiền trong những tấm thẻ này đều vào tài khoản của thành phố Giang Tư. Với số tiền này, đường hầm phía nam thành phố có thể sửa chữa được rồi chứ? Thất hồn khẽ cười, gật đầu. Thành phố Giang Tư đối với bọn họ mà nói, không chỉ là quê hương, dưới sự ảnh hưởng của Giang Hải, trong lòng mỗi người đều mong đợi thành phố Giang Tư thay đổi từng ngày. Có bao nhiêu đây thôi à? Quăng đống rác rưởi sang một bên, khuôn mặt Hạ Phi dần lộ ra sắc mặt nghiêm túc. Phụt! Một đao vung lên, cắt đứt yết hầu của một người. Võ sĩ người Nhật không ngờ rằng,
cầm tiền rồi, Hạ Phi vẫn giết họ không tha. Che lấy yết hầu, từ từ gục xuống. Hai mắt mở to đầy kinh ngạc. Tất cả tiền của chúng tôi đều nộp cho anh rồi. Võ sĩ người Nhật thiếu nước mổ bụng mình ra để chứng minh sự trong sạch. Thật ư? Tất cả tiền của chúng tôi đều đã ở chỗ anh rồi. Ồ! Phụt! Lại một đao vung lên, một võ sĩ khác lại từ từ gục xuống đất. Anh đã đồng ý là, võ sĩ người Nhật dẫn đầu vô cùng kinh hãi. Tôi đồng ý với mấy người cái gì nhỉ? Hạ Phi chớp mắt, cười danh mãnh, sau đó gằn lên từng câu từng chữ. Tôi cũng đâu có nói sẽ giết mấy người, nhắm mắt lại đi, sẽ không đau đớn chút nào đâu. Quả thực, Hạ Phi không đồng ý điều gì cả. Tiền, là võ sĩ người Nhật chủ động đưa. Tự nộp tiền ra, Hạ Phi rất cảm kích bọn họ. Nhưng, nó không có nghĩa là kẻ dị tộc dám đặt chân vào phương đông này có thể bình an vô sự. Chết, là nhất định phải chết. Chỉ là, đưa tiền thì Hạ Phi sẽ cho bọn họ chết được thoải mái hơn chút mà thôi. Chậm rãi quay người, Hạ Phi lạnh lùng nói, giết hết đi. Tiếng hét nối tiếp vang lên, máu tươi nhuộm đỏ cả mặt đất. Những vết máu tươi như những chén rượu nồng, đổ xuống như để tỏ lòng kính trọng tới những đồng bào phương Đông đã từng bị bọn Nhật giết hại. Cuối cùng, đến thi thể, Hạ Phi cũng không buông tha. Treo tất cả xác chết lên, hướng mặt ra cửa chính. Trên đường trở về, Hạ Phi vẫn có chút hưng phấn. Tôi còn tưởng đám lưu manh này không sợ chết cơ đấy. Không ngờ cũng chỉ giống như những con chó kinh hãi mà thôi. Các võ sĩ Nhật trong phim truyền hình đều rất cứng rắn mà. Thất hồn lạnh lùng nói, năm đó, Nhật Bản có thể nô dịch phương Đông, đương nhiên có thực lực nhất định. Tinh thần của võ sĩ Nhật quả thực rất đáng sợ. Thất hồn không nói tiếp, nhưng rất nhiều người hiểu rồi và cũng không lên tiếng. Vì khi ấy phương Đông chiến bại, nhất định là nhỏ yếu hơn. Ngày nay, tình hình khác rồi. Phương Đông cũng không thể dương dương tự đắc, nếu tự cao tự đại, kiêu ngạo thái quá, sẽ đi vào con đường thất bại. Trời tờ mờ sáng, đám người Hạ Phi đã chiến vào địa giới. Lúc đó, nhà họ Tả ở Thanh Thiền cũng đã có được thông tin, tất cả các võ sĩ Nhật đều đã chết rồi. Những võ sĩ này thân thủ đều bất phàm, tuy không phải những cao thủ hàng đầu, nhưng so với thực lực của nhà họ Tả cũng đã không thể sánh bằng. Bọn họ chỉ là quân tiên phong, đợi tới khi đại sự chính thức phải hành động, bên Nhật sẽ sắp xếp cao thủ thực sự tới. Điều khiến nhà họ Tả vô cùng sốc là, bọn họ vẫn chưa chuẩn bị hành động thì những võ sĩ Nhật đều đã chết rồi. Gia chủ, Lão Quảng vẫn còn sống. Hả, Tả Quảng Tổ khẽ cau mày. Ông ta nói là đã trốn ra ngoài được. Khi các cao thủ đó tìm thấy Sơn Trang, ông ta đã thông báo cho võ sĩ Nhật lập tức rời đi, chỉ là mấy võ sĩ đó không nghe lời ông ta. Đồ ngu, một lũ ngu, bọn Nhật ngu ngốc này. Tả Quang Tổ gầm lên một cách cuồng loạn. Trong khoảng thời gian này, những đả kích liên tiếp, khiến một người luôn giữ được bình tĩnh như Tả Quang Tổ cũng phải phát điên lên. Trước là Tả Thành bị phế, sau là bị giết. Sau đó nữa là kho hàng lậu bị kiểm tra, khám xét. Rồi đến mấy con cháu của nhà họ Tả bị giết. Lần này, đến cả võ sĩ Nhật cũng không thoát khỏi vận đen. Lẽ nào, ông trời thực sự muốn diệt nhà họ Tả sao? Sao có thể như vậy, sao lại như vậy được? Vì sao? Ngón tay luồn vào trong tóc, giật giật mạnh một hồi, rụng một nhúm tóc nhỏ. Là ai đã làm? Cái này, người kia cẩn thận trả lời, tổng cộng có 4 chiếc xe, biển số của thành phố Giang Tư. Trong đầu Tả Quang Tổ như có tiếng sấm nổ tung. Mặc dù đã dự đoán từ lâu, nhưng ông ta cũng không dám tin rằng việc này lại là Giang Hải ở thành phố Giang Tư làm. Nhà họ Tả của chúng ta, rốt cuộc đã đắc tội gì với Giang Hải vậy? Nghĩ mãi không thông, Tả Quang Tổ nghĩ đến nát óc cũng không nghĩ ra. Ông ta từng nghĩ đến thân phận của Giang Hải. Ông ta đoán rằng, người mà Giang Hải dựa vào, có khả năng là hoàng tộc. Bởi vì Hoành Độ Dương vừa tới Thanh Thiền, Giang Hải đã đến gây chuyện, thật tình cờ quá. Ông ta còn đoán, Giang Hải xuất thân từ một gia tộc lớn ở phương Bắc. Nhưng thực lực mà Giang Hải thể hiện ra, đến cả những đại gia tộc rất có máu mặt ở phía Bắc cũng chưa chắc đã có được. Bây giờ, cửu tứ vẫn chưa tìm thấy, cao thủ dưới tay Giang Hải lại đang điên cuồng nhắm vào nhà họ Tả. Nhà họ Tả đã bước tới tình cảnh tuyệt vọng. Hít một hơi thật sâu, Tả Quang Tổ biết, hiện tại ông ta nên làm gì. Sắp xếp xe, tôi sẽ tự mình đến thành phố Giang Tư một chuyến. Ông ta muốn gặp Giang Hải. Ông ta muốn hỏi, rốt cuộc là vì sao?
Chương 310. Vừa mới sáng sớm, tập đoàn Uyển Như đã mở cửa náo nhiệt, và trên bàn làm việc của Cố Uyển Như xếp đầy đơn đề nghị. Nhìn những đơn đề nghị này, Cố Uyển Như rất sửng sốt, hoàn toàn không hiểu chuyện này ra làm sao. Mọi người đều đang xin đi Thanh Thiền để triển khai nghiệp vụ. Từ khi tập đoàn Tiên Vươn đi ra khỏi thành phố Giang Tư, trước là mở ra cục diện ở nhiều thành phố, sau đó lại phát triển thuận lợi ở mảnh đất danh quận. Những người được cử đi đó, từng người đều phát đạt rồi, thăng chức, tăng lương. Tất cả mọi người đều như cầm tinh con thỏ vậy, nhảy cẫng lên. Công ty mở cuộc họp là vội vàng trở về, Kiều Kỳ thì không được. Chính là trong đêm qua, nội bộ công ty có lan truyền một tin tức. Tập đoàn Uyển Như rất nhanh sẽ mở rộng thị trường ở Thanh Thiền. Cơ hội hiếm có, mất đi rồi không thể có lại được. Không biết có bao nhiêu người đã viết đơn xin, số lượng trước mắt của Uyển Như chẳng qua chỉ là một phần thôi. Thư ký cảm thấy mình là người đủ tư cách nhất để được lựa chọn. Này, chuyện này là sao vậy? Vô duyên vô cớ, sao có nhiều người xin đi Thanh Thiền thế này? Nhưng, bên đó chúng ta vẫn chưa bắt đầu nghiệp vụ trên quy mô lớn. Thư ký Tiểu Lưu mỉm cười, Cố Tổng, bọn họ không chỉ xin được đi, mà suýt chút nữa định nhảy bổ vào đánh nhau để giành lấy tấm vé được đi đó. Có người nói, nếu không để bọn họ đi mở rộng thị trường ở Thanh Thiền, có nghĩa là Cố Tổng cho rằng bọn họ không có năng lực. Cố Uyển Như cau mày, đưa mắt nhìn bàn trà của Giang Hải. Tên sâu lười này lại đã làm gì rồi? Ai nói là phải mở rộng thị trường đến Thanh Thiền? Cố Uyển Như lắc đầu bất lực, vùng Thanh Thiền vẫn đang nằm trong kế hoạch, nhưng Cố Uyển Như vẫn chưa hạ quyết tâm sẽ đi làm. Tính toán đến nay, tinh lực chủ yếu nhất là xây dựng cơ sở hạ tầng. Để vận dụng hết 200 dự án công nghệ có độ chính xác cao đó, ở thị trường bên ngoài, tìm kiếm kênh của bên đối tác là lựa chọn tốt nhất, tiết kiệm tâm sức. Việc xây dựng công viên khoa học kỹ thuật ở phía tây thành phố gần như đã hoàn thành, phân nhánh của một số trường đại học hàng đầu của phương Đông cũng đang trong quá trình xây dựng. Một số nhà khoa học đã tiến vào bắt đầu làm việc, một số dự án mở rộng đã đưa vào vận hành. Tinh thần và sức lực của Cố Uyển Như chủ yếu đặt vào những việc này. Cố Tổng, lẽ nào đây không phải quyết định của chị? Lưu Phượng vô cùng kinh ngạc, rõ ràng là trong nhóm chat làm việc, Cố Uyển Như nói là muốn phát triển thị trường Thanh Thiền, ngủ một giấc dậy đã quên rồi sao? Nửa đêm, một mẩu tin của Cố Uyển Như như một cơn địa chấn. Không biết có bao nhiêu người đã phải mất ngủ cả đêm. Quyết định của tôi, Cố Uyển Như nghi hoặc, mà trong lòng đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó. Đêm hôm qua, Giang Hải có dùng điện thoại của cô. Mà lúc này, Giang Hải đang lắc lư đi vào. Cắm tai nghe, lắc lắc đầu. Chồng ơi, hôm qua anh đã nói gì trong nhóm chat làm việc vậy? Giang Hải tháo tai nghe ra, cười thích thú, vợ à, đã đến lúc phát triển thị trường ở Thanh Thiền rồi. Thanh Thiền trước đây, bất kể là thế giới ngầm hay không ngầm, thì nhà họ Tả vẫn là chướng ngại không thể tránh khỏi. Bây giờ, Giang Hải có thể loại bỏ được nhà họ Tả. Nhà họ Tả xảy ra chuyện lớn, Thanh Thiền hoàn toàn rối tung cả lên. Gia nhập thị trường Thanh Thiền thời điểm này chính là cơ hội tốt nhất để thích hợp các nguồn lực. Nhưng, quan trọng nhất là Hoành Độ Dương đến giờ đã nhậm chức ở Thanh Thiền, sự hỗ trợ về chính sách sẽ cho phép tập đoàn Uyển Như nhanh chóng có được chỗ đứng. Giang Hải nửa đùa nửa thật phân tích tình hình của Thanh Thiền cụ thể. Cố Uyển Như cũng không tỏ vẻ gì, cuối cùng, quyết định làm theo lời Giang Hải nói. Đều do anh, không chịu bàn bạc trước với em gì hết. Cố Uyển Như cau mày, véo Giang Hải một cái. Lời cũng đã nói ra rồi, không thể thay đổi xoành xoạch được. Sau khi chấp thuận đề nghị, Cố Uyển Như lại chìm vào suy nghĩ. Chồng à, em đột nhiên cảm thấy rất có cảm giác thành tựu. Chúng ta phụ trách quản lý tập đoàn Uyển Như, đang tiến hành một việc đại sự, một việc vô cùng có ý nghĩa. Giang Hải mỉm cười, giờ em mới biết à. Nhưng anh vẫn phải nhắc em, đừng gắng sức, nên phân quyền đúng lúc, giao việc chuyên môn vào tay những người chuyên nghiệp. Cố Uyển Như gật đầu, công ty càng lớn mạnh thì cô càng cảm thấy lực bất tòng tâm. Trước đây, bất luận là tập đoàn Cố Thị trước kia, hay tập đoàn Uyển Như khi mới sáng lập, so sánh ra thì cũng chỉ có thể coi như một con thuyền nhỏ mà thôi. Tập đoàn Uyển Như thời điểm này, là một con quái vật khổng lồ đúng nghĩa. Sự thăng trầm của một công ty không còn là chuyện riêng của một công ty, thậm chí nó sẽ ảnh hưởng đến sự phồn vinh của cả thành phố Giang Tư. Em không phải còn có anh sao? Cố Uyển Như cười hạnh phúc. Có anh ở đây, em không sợ bất cứ điều gì. Nhìn chằm chằm Giang Hải,
chậm rãi đưa tay ra, nắm lấy cánh tay của Giang Hải. Chồng à, sao em lại cảm thấy, có chút cảm giác mộng mị, mọi chuyện hôm nay, đều rất hư ảo. Trước đây, Cố Huyền như có thế nào cũng không dám nghĩ, cô sẽ có ngày hôm nay. Cô khi đó, không ngần ngại nghe theo sự sắp đặt chỉ để cha mình có tiền chữa bệnh. Có ai ngờ rằng, bệnh tình của Lôi Nhân Hào không những được chữa khỏi, mà cuộc sống của cả gia đình cô cũng phải trải qua những biến cố kinh thiên động địa. Sống trong biệt thự, lái siêu xe, tập đoàn Uyển Như cũng ngày càng trở nên lớn mạnh. Cố Uyển Như không biết được rằng, tập đoàn Uyển Như có thể có được ngày hôm nay đều là công lao của Giang Hải. Mà anh chẳng qua, chỉ quản lý một cách đơn giản nhất. Những kỹ thuật có thể khiến cho tập đoàn Uyển Như cất cánh, tất cả đều do Giang Hải làm ra. Những người thèm muốn tập đoàn Uyển Như thì đều bị Giang Hải đuổi đánh đi hết. Không có Giang Hải, Cố Uyển Như cô sẽ chẳng là gì cả. Cùng với sự hạnh phúc, trong lòng Cố Uyển Như cũng đang sợ hãi. Cô sợ rằng tất cả những điều này chỉ là một giấc mơ, là ông trời đang đùa giỡn cô. Một khi tỉnh dậy sau cơn mơ, mọi thứ ngày hôm nay, đều sẽ biến mất. Em đang nằm mơ, Giang Hải bước tới, nhẹ nhàng ôm Cố Uyển Như vào lòng, tuy nhiên, giấc mộng này sẽ không bao giờ tỉnh lại, em sẽ mãi luôn như thế, hạnh phúc đến mãi sau này. Ông xã, anh sẽ không rời xa em chứ, phải không? Giang Hải khẽ giật mình, anh không hiểu vì sao đột nhiên Cố Uyển Như lại hỏi anh câu hỏi này. Lẽ nào, bản thân anh đã làm gì khiến cô không có cảm giác an toàn? Người phụ nữ nhỏ bé này, đã từng tuyệt vọng vì cưới mình, nhanh như vậy đã không nỡ từ bỏ mình sao? Không đâu. Giang Hải nâng cằm Cố Uyển Như, rất trịnh trọng và nghiêm túc. Kiên quyết không? Trừ khi, anh chết. Cố Uyển Như lập tức nổi giận, nghĩ tới vết sẹo trên người Giang Hải. Chết? Không, chuyện này quá đáng sợ. Em không cho phép anh nói như vậy. Ngón tay cô ấn vào môi Giang Hải. Cảm nhận được sự lo lắng của Cố Uyển Như, Giang Hải cảm thấy trong lòng hơi đau. Anh mạnh mẽ ôm ghì người phụ nữ lương thiện này vào lòng. Trong cuộc đời này, gặp được Cố Uyển Như là điều may mắn nhất đối với anh. Giang Hải tự nhủ trong lòng rằng, cuộc đời này, nhất định phải bảo vệ Cố Uyển Như, không để cô chịu bất cứ tổn thương nào, dù là nhỏ nhất. Cố Uyển Như chính là ngọn hải đăng trong trái tim anh. Buổi chiều, Giang Hải đột nhiên nhận được một tin nhắn, trong đôi mắt bình tĩnh ánh lên một nụ cười danh mãnh. Gia chủ nhà họ Tả, đích thân đến thành phố Giang Tư rồi. Con người này, không đơn giản đâu. Giang Hải thì thầm. Biết tiến biết lùi, cũng biết lúc nào nên khuất phục. Tình hình hiện tại, tiếp tục làm loạn lên chỉ gây thêm nguy hiểm cho nhà họ Tả. Tả Quang Tổ sẽ quyết không để mối nguy hiểm này lớn thêm lên. Một đoàn xe đi về phía tây của thành phố Giang Tư. Đã xuống khỏi cao tốc, khuôn mặt Tả Quang Tổ trở nên điềm đạm và bình tĩnh hơn. Ông chủ, chúng ta tới thành phố Giang Tư, chính là đã khuất phục Giang Hải kia. Trưởng bối nhà họ Tả theo đến trước có chút không cam tâm. Nhà họ Tả đem so sánh với tập đoàn Uyển Như, lại là một vấn đề lớn. Bất luận là xuất thân hay thế lực, tập đoàn Uyển Như đều không thể so sánh được. Chủ động đến thành phố Giang Tư giải quyết, hiểu lầm, thể diện của thế gia, thực sự đã bị phá bỏ. Tả Quang Tổ vẫn không biểu cảm gì, không nói lời nào. Ông ta cũng biết, làm như vậy, nhà họ Tả sẽ mất hết thể diện. Nhưng, ông ta có thể làm gì được chứ? Cửu Tứ rõ ràng đã đứng về phe của Giang Hải, ẩn nấp ở Thanh Thiền, như một con rắn độc, có thể cắn lại nhà họ Tả bất cứ lúc nào. Đây vẫn không phải điều quan trọng nhất, một tên Cửu Tứ, dù sao cũng chỉ là một con người, không thể định đoạt được kết quả cuối cùng. Nhưng, xuất thân của Giang Hải lại là điều khiến nhà họ Tả kiêng nể nhất. Xuất thân của anh ta, rốt cuộc là như thế nào? Tả Quang Tổ vẫn đang suy nghĩ về câu hỏi này. Hoàng tộc, nhưng Giang Hải và Cơ Tử Ý lại có quan hệ khá căng thẳng. Thậm chí rất nhiều cách làm, không hề nể nang gì hoàng tộc. Chính điều này mới khiến ông ta kiên định tới thành phố Giang Tư tìm Giang Hải. Một người đến hoàng tộc cũng không coi ra gì, một người đến hoàng tộc cũng dám đắc tội, thì xuất thân của anh ta, đáng sợ tới mức nào? Tả Quang Tổ nghĩ đến một khả năng khác, nước ngoài. Xuất thân của Giang Hải từ nước ngoài. Những năm trở lại đây, các thế lực lớn ở nước ngoài ngày càng trở nên vô nguyên tắc trong việc xâm nhập vào phương Đông. Việc trở về một nơi khiêm tốn như thành phố Giang Tư để thành lập tập đoàn Uyển Như, có phải là một hoạt động thâm nhập không? Dù sao đi nữa, nhà họ Tả không muốn mất cả chì lẫn chài. Hoặc là,
Nhà họ Tả và Giang Hải, nói không chừng cũng có lợi ích chung nào đó. Nếu hợp tác được với Giang Hải, việc đại sự của nhà họ Tả, tỷ lệ thắng lợi sẽ càng cao hơn. Xe đi khắp các nẻo đường, phía tây thành phố Giang Tư, đâu đâu cũng đang xây dựng. Ở phương Đông, việc cơ sở hạ tầng quy mô lớn như vậy thực sự còn rất hiếm. Quy mô này thậm chí còn khiến Tả Quang Tổ bị sốc. Nói chung, việc xây dựng một khu vực đều là ảnh hưởng của chính sách. Ai đã từng nghe nói, một công ty có thể ảnh hưởng tới chính sách, thúc đẩy sự phát triển kinh tế của cả một khu vực chứ? Tập đoàn Tiên Dạo, theo ý kiến của nhà họ Tả là một công ty nhỏ, sức ảnh hưởng thế này thì có quá khoa trương. Giang Hải, con người này, không đơn giản. Tả Quang Tổ khẽ thở dài. Lẽ nào ân oán của nhà họ Tả với anh ta, chỉ bởi vì một tiểu minh tinh? Ai có thể tin chuyện này được? Ông chủ, tòa nhà lớn phía trước chính là tập đoàn Uyển Như rồi. Người lái xe phía trước, nhẹ nhàng báo cáo. Tả Quang Tổ nhìn chằm chằm, tòa nhà văn phòng uy nghiêm, chiếm diện tích lớn. Trên đỉnh tòa nhà, bốn chữ lớn, tập đoàn Uyển Như, như rồng bay phượng múa. Chữ này, rất nhiều người không biết rằng, bốn chữ tập đoàn Uyển Như, này, là Hoành Độ Dương viết nên. Nhưng Tả Quang Tổ nhìn là đã nhận ra ngay, nhưng trong lòng không chắc chắn lắm. Nếu như để Tả Quang Tổ biết, Hoành Độ Dương đã chủ động mở một buổi triển lãm thư pháp, nhất định sẽ rất sốc. Chữ Hoành Độ Dương viết, Giang Hải không thực sự đánh giá cao. Chiếc xe đậu trước cửa, nhân viên bảo vệ đang uể oải ngồi uống trà, cũng không đưa mắt lên nhìn những chiếc xe sang trọng này. Ông chủ, xuống xe, chào hỏi một câu, nói là tôi đến để tìm Giang Hải. Người lái xe lập tức bước xuống, nhưng, nhân viên bảo vệ cũng không thèm nhìn, cúi đầu thổi bọt trà. Có hẹn trước chưa? Chưa hẹn thì không thể vào được. Cậu, người lái xe đột nhiên nổi giận. Xe của nhà họ Tả ở Thanh Thiền, đứng trước cửa tập đoàn Uyển Như, lại bị chặn lại không cho vào. Một tên bảo vệ, mà cũng dám lộng hành như vậy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 310.